Y quería presentarle un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? Em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ, nếu như mình có duyên, mình sống với nhau thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này, tại vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Không, em từng đi đi Mỹ 4-5 năm. 4-5 năm rồi đó hả? Dạ. Mình sẽ rảnh cuối tuần thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim, ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi sang Hàn Quốc. Chỉ cách nhau có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình nói lớn lên cho hai bên cùng cảm nhận nha các bạn nha. Mời em trai giới thiệu về mình. Hola a todos. Hoy quería presentarme un poco en español y francés y inglés. Y vamos. What? What is? Có thể nói tiếng khác không? Tiếng đó tôi chưa hiểu. Tiếng yeah. Tiếng Nhật đúng không? Dạ không ạ. Tiếng Tây Ban Nha. Trời ơi, vậy tôi nghe ra tiếng Nhật. Tôi nghe họ ra tiếng Pháp nữa chứ. Em người Tây Ban Nha hả? Dạ không ạ. Em người Kiều Tây Ban Nha. Dạ. Em mới đi học Tây Ban Nha 2 năm về. Ủa vậy đó hả? Dạ. Rồi học bên đó gì? Dạ em học thạc sĩ. Thạc sĩ? Dạ, quản trị kinh doanh. Dạ. Thành ra tiếng Tây Ban Nha đó hả? Dạ. Vậy là sao, dịch cho anh nghe luôn coi. Em dự định là hôm nay là em tới đây để em giới thiệu một chút về bản thân mình bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì em tên là Khoa. Em sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em 28 tuổi. Em là một con người rất là tốt bụng và rất vui được gặp MC anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan, cũng như là bạn gái và gia đình hai bên ạ. Em xin cảm ơn. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào bạn Nam với cả chào quý vị khán giả. Em là Nguyễn Diệu Linh, em năm nay 22 tuổi. Em hiện đang làm trợ lý giám đốc cho công ty xuất khẩu đồ ngoại thất. Em làm việc ở quận 2. Em sống ở đâu? Em ở quận Tân Phú ạ. Sống với ai? Em ở chung với cả bố mẹ. À, vậy hả? Em hãy cho biết ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe. Dạ. Trước tiên á, là nói về phần ưu điểm á, Em là một người rất là ham học hỏi. Nó thể hiện qua cái việc là em có tới 3 bằng thạc sĩ. Trời đất ơi. Nên là cái việc này á, là nó được học hỏi ở đây là không phải là học thuật không, mà là còn học hỏi về văn hóa, về cách đối nhân xử thế con người. Ngoài cái việc mà tránh cái tình trạng là mọt sách á, em còn tham gia văn nghệ. Nên là em đạt rất là nhiều giải thưởng về văn nghệ. Ngoài cái khả năng ca hát á, thì em còn biết chơi nhạc cụ, piano, guitar. Trời, đứa con sao nó giỏi vậy rồi. Nãy em nói em đang làm việc gì chị quên rồi. Hiện tại em đang công tác tại phòng huy động vốn của ngân hàng Á Châu. Thạc sĩ là lương cao lắm à. Có thạc sĩ MC không? Có thạc sĩ MC không? Bữa nào giới thiệu anh tư vấn cho anh học thạc sĩ MC không? Dạ, tại trong chữ MC á, là có chữ Master đó. Nên anh không cần học nữa. Master of Ceremony. Chị làm thạc sĩ rồi đó hả? Chị làm thạc sĩ rồi đó hả? Dạ. Nên trời ơi. Nội ơi, xưa giờ tôi thạc sĩ tôi không biết ông ơi. Vậy đó hả? Dạ, nên anh không cần học nữa. Tự nhiên. Cảm ơn em đã phát hiện ra cái từ đó anh. Thôi, hôm nay tôi lên mặt rồi đó nha. Dạ. Thôi, thì để chứng minh đi, thay đổi không khí chương trình, em xin phép đàn một bài hát để có tài như trổ tài cho nhà gái biết đi em. Ngon nha, tôi thấy này chai sơ sơ là ngon rồi đó. Dạ, em xin đàn bài hát cũng khá là vui tươi của nhạc sĩ Đức Huy, Lời Yêu Thương ạ. Đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài, nỗi những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Nhà trai tôi vậy đó, giới thiệu nhà gái biết. Hay lên mặt quá. Giờ nhà gái mình có tài lẻ gì không em? Mình thể hiện liền đi em, chứ bên kia lên mặt quá chị chịu không nổi. Giờ em không hát rồi chị hát à? Giờ em không hát rồi chị hát à? Thôi. Thôi được rồi em gái. Thật ra nói chơi thôi. Trai tài gái sắc. Bên đây nhà trai tôi có tài, bên nhà gái có sắc được rồi. Xinh đẹp. Dĩ nhiên. Quá xinh đẹp. Tôi thấy vậy tôi thấy ổn định rồi đó.
Tôi thấy vậy là không lẽ giờ mở rào ra cho gặp nhau luôn chứ. Ừ, tôi nôn lắm. Thiệt. Nhưng mà thôi để hỏi sơ sơ chút coi. Người xinh đẹp quá mà sao giờ được ế trời. Có mối tình nào chưa? À, em có một mối ạ. Mối mấy năm? Khoảng 5 rưỡi. Rồi sao xinh đẹp này mà sao chia tay vậy trời? Tụi em chia tay trong hòa bình thôi ạ. Hòa bình. Không thấy tiến xa hơn được nữa thì tụi em dừng lại. Trời, tụi trẻ giờ nó cũng hồi hộp quá. Bình yên quá cũng chia tay nữa. Nói chung là bình yên cũng chia tay nữa. Còn này, ba cái ông thạc sĩ này cũng tài giỏi hát hay mà sao mà chưa có người yêu vậy nè. Dạ, tại vì do là em cũng bận học quá. Ừ. Dạ, nên lúc mà qua Tây Ban Nha thì cũng 2 năm dịch giãn cách. Mấy cô gái Tây Ban Nha đẹp lắm. Có quen cô nào không? Dạ, dạ không ạ. Em học á, nên nãy em mới nói là em dành thời gian để học, em lấy 2 năm lấy 2 cái bằng á. Lo học quá đúng không? Dạ. 3 cái bằng thạc sĩ mà. Dạ, chào chị. Không biết có mấy mối tình rồi? Dạ thì 2 mối tình. 2 mối? Dạ, lúc là sinh viên. Dạ. À. Mối tình thì cái bạn ấy cũng đi hát chung với em. Hai đứa em thì cũng là hạng nhất hết. Nhưng mà có 2 đứa hạng nhất mới chia tay đó. Dạ. Phải đứa hạng nhất, hạng nhì nó không có chia. Tụi em đi hát rồi nói chung tính nghệ sĩ thì đôi khi nó cũng có những cái giận hờn. À, thì mình cũng trẻ mà mình chưa có trưởng thành á. Ừ. Nên thôi thì sau đó thì em với bạn ấy cũng làm bạn và tới bây giờ bạn ấy cũng có gia đình có con thì em cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái kiến thức mà em có được cho bạn ấy. Rồi mối tình thứ hai? À, thì mối tình thứ hai thì lúc làm việc ở tại ngân hàng thì em cũng vô quá trình là bận em phải đi nước ngoài rồi em cũng nhắm là thôi mình cũng không có tiện để người khác chờ đợi mình. Nên thôi em cũng chủ động và em cũng chia tay. Ừ. Thôi mấy bà mối còn sao đó. Gả tôi nhà gái qua đây đi. Ủa đâu gả liền được. Ủa đâu gả liền được. Chứ sao? Ủa gì phải hỏi cặn kẽ rõ ràng. Tôi phải hỏi nhà gái tôi nhu cầu có bạn trai như thế nào. Bên đây đáp ứng được hay không? Bà mối. Em bây giờ em nói là nhu cầu có bạn trai của em như thế nào. Em muốn bạn trai cao ráo, sáng sủa, hơi mũm mĩm. Sáng trưng. 3 cái bằng thạc sĩ nó sáng, tao nói hơn đèn ô tô. Em ơi, bên đây tao bận học lắm, cho nên là người ta cũng không có thời gian người ta ăn nữa. Nên người ta cũng không có mẩm mỉm được. Thôi mình tha thứ cho cái chuyện đó đi. Sau này nuôi béo được. Rồi được, đó, hợp lý. Nói gì nữa cưng? À, với cả tôn trọng sở thích của em. Em thích gì? Em thích nhạc Hàn Quốc. À. Thích gì nó lớn. Thích nhạc Hàn Quốc nha. Hả? Thích nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha người ta còn hát được với chi nhạc Hàn Quốc. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Nhạc Tây Ban Nha em cũng thích. Cũng thích luôn hả? Chúc hát bài Tây Ban Nha nha. Dạ. Vậy thôi hả? Có cái điều gì em không thích ở đàn ông không? Em không thích là con trai gia trưởng. Đây người ta học nước ngoài, người ta hiện đại lắm. Không ai gia trưởng hết trơn á. Bây giờ mình muốn một người bạn gái sao nè, em trai? Dạ, sẵn cái nhu cầu của bên đấy thì em cũng nói luôn là em cũng rất là thích xem phim Hàn Quốc. Ừ. Nên rất là thích nghe nhạc Hàn Quốc luôn. Vậy đó hả? Dạ, những cái bộ phim mới nào, trending nào là em cũng coi hết. Có biết nói tiếng Hàn Quốc không? Dạ chưa, em muốn học thôi nhưng mà em chưa có học. Opa, saranghae, saranghae. Kamsahamnida. Ông saranghae với tôi nhìn tôi sợ lắm. Cái nói saranghae của ông tôi sợ. Rồi bây giờ nhà. Hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi với 2 người bạn thân của em. Em xin chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan ạ. Em là bạn của Diệu Linh. Thì em thấy em trai này rất là dễ thương, hòa đồng, hát hay, tài giỏi. Thấy cặp đôi hôm nay đúng là tài và sắc ạ. Vậy là hợp ha. Dạ. Em đi với ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À có mẹ hả? Dạ. Trời mẹ trẻ đẹp quá ha. À, xin chào MC Quyền Linh và diễn viên Ngọc Lan. Dạ. À, cô là Đỗ Thị Thanh Tâm, mẹ của Nguyễn Đăng Khoa. Cô cũng công tác trong ngành giáo dục. Nói về con trai của mình xíu là Nguyễn Khoa thì tính tình nó hiền lành, sống tình cảm và rất là có hiếu. Và Khoa chịu khó. Thật ra nãy thì cô có nghe bạn gái nói á, là sợ là con trai gia trưởng như... Cô dám bảo đảm với con rằng là con cô không phải gia trưởng. Và bản thân gia đình cô cũng là sống rất là thoáng. Nếu có duyên á, thì hai đứa con gặp nhau và tìm hiểu thì cô tin rằng Khoa sẽ đem hạnh phúc đến cho con. Trời, hay quá. Cảm ơn cô. Cô đảm bảo người lớn không có gia trưởng nha. Thôi, bây giờ hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Thank you.
bắt đầu đi cưng. À, hôm nay anh có món quà, nước hoa anh mua từ Tây Ban Nha, phải chạy hơn 20 giờ bay rồi hơn hàng chục ngàn cây số đem về đây, chính gốc tại Barcelona. Dạ, yeah. Em cảm ơn ạ. Anh gửi em. Em cũng có món quà tặng anh. Dạ. Nó là khung ảnh là để anh kỷ niệm. Hy vọng là nếu như có duyên ấy, thì sẽ là hình của mình. Dạ. Hai đứa đứng gần lại cái chụp tấm hình cái bỏ vô khung ảnh đó luôn nè. Dạ. Đứng sát vô nè. Rồi, có hình bỏ khung ảnh nha. Hai bạn ngồi đối diện nhau trò chuyện đi nào. Anh muốn hỏi em tí là anh thì cần người phụ nữ thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà anh chỉ cái điều mà anh trăn trở mà cần nhất là nếu như mình có duyên mình sống với nhau thì em có chịu là về ở với nhà của anh không? Tại vì nó có lý do như thế này, là vì ba anh mất sớm, mẹ anh thì ở một mình. Nếu bây giờ mà anh không ở gần mẹ thì mẹ anh chỉ có một mình thôi, vì em gái của anh là vừa rồi là đã đi học nước ngoài rồi. Em có chấp nhận là chịu mà về ở chung với gia đình anh không? Anh chỉ cần hỏi em câu đó thôi. Em thì em vẫn thích là ở riêng hơn. Ừ. Nếu như mà anh lo cho bác thì mình có thể có một giải pháp mà em nghĩ là ở gần bác và qua thăm bác thường xuyên. Ừ. Cái giải pháp này là anh thấy cũng hợp lý. Thì không sao hết, mình có thể ở rồi cuối tuần mình về mình thăm gia đình. Tại vì giờ anh cũng học nước ngoài, anh cũng tôn trọng quyền tự do hết. Anh cũng không ép buộc ai. Dạ em cảm ơn. Yeah. Giờ người ta có gia đình ta khoái ở với mẹ chồng lắm. Bởi mẹ chồng vừa giữ cháu nè. Đúng. Cơm nước nè. Lo lắng đủ thứ hết trơn á. Ở riêng là mệt lắm đó. Yeah. Với lại anh cũng nói thêm, mẹ anh là giáo viên mỹ thuật tiểu học. Nên là hiểu được tâm lý của chị em. Nếu có gì thì có thể giúp đỡ được mình. Và mẹ anh nấu ăn rất là ngon. Nhờ vậy á, mà anh cũng qua nước ngoài cũng tự nấu ăn luôn. Nên là nếu mà ở riêng anh cũng vẫn phụ và nấu cơm được, nấu ăn được. Nên anh không phải là kiểu mà em làm việc này anh làm việc kia, chứ anh không có để làm hết cho em làm một mình hết. Bên nhà gái cũng đi du học nước ngoài về đó. Dạ. Yeah. Đúng không gái? Dạ. Yeah. Em học nước từng nào đi, vậy? Đi Mỹ 4-5 năm. 4-5 năm mình đó hả? Dạ. Rồi bây giờ mình trao đổi chút xíu về cái chuyện hẹn hò đi các bạn. Anh không biết là cái thời gian rảnh của em á, là em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Dạ, em làm từ thứ hai đến thứ sáu và giờ hành chính. Ừ, anh cũng là như vậy. Thì mình sẽ rảnh cuối tuần. Thì thường mình sẽ có những cái thời gian cuối tuần để dành cho nhau. Ví dụ như cuối tuần mình đi xem phim. Ví dụ em thích nghe nhạc Hàn Quốc thì mình có thể book những cái vé máy bay mình đi sang Hàn Quốc cuối tuần, ví dụ vậy. Hay là mình tập hát những bài hát Hàn Quốc, anh có thể đàn cho em hát, ví dụ vậy. Hoặc là em muốn hát thì anh có thể hướng dẫn cho em hát. Nhà trai tôi đưa ra hết vấn đề rồi đó. Được đúng không? Dạ. Với lại hồi nãy em có nghe bạn gái nói là bạn gái cũng muốn nghe một cái bài hát ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Thì anh cũng xin phép hát một cái bài tiếng Tây Ban Nha. Bài này cũng thông dụng thôi, mình sẽ biết. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo, perderte, perderte después. Que tengo miedo, perderte después. Tiến tới chút xíu, mình giao lưu về cảm xúc xíu đi. Bây giờ hai đứa nhìn nhau 30 giây và nói những cái cảm xúc của mình đối với người đối diện sau cái cuộc nói chuyện từ nãy giờ. Em thì thích tất cả những cái mà anh chia sẻ. Tại vì anh cũng từng đi du học, cũng khá là thoáng, cởi mở và tôn trọng ý kiến của em. Là em rất cảm ơn vì cái điều đấy. Em cũng mong là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau. Ừ. Thì anh thì anh cũng rất là quý em. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì những cái chia sẻ của em đúng là thật sự là khi chỉ có những người mà mình
cùng đi ra ngoài, mình trải nghiệm thì mình mới nắm hết được những cái nhu cầu, những cái mong muốn. Thì thực sự những cái nhu cầu của em là rất là chính đáng, nhưng mà có thể mình sẽ cùng nhau học hỏi cùng nhau. Nếu như mình có duyên thì mình sẽ cùng nhau học hỏi, tại vì không ai hoàn hảo hết. Ba bằng thạc sĩ cũng không là gì, nên là mình sẽ cùng nhau học hỏi và cùng nhau cố gắng. Đúng rồi, ba bằng thạc sĩ nó lớn thật, nhưng mà không có cái bằng lòng đó thì cũng khó lắm em. Đôi khi ba cái bằng thạc sĩ thua cái bằng lòng á. Bằng đó quan trọng lắm. Rồi hai đứa về vị trí, mình đưa ra quyết định đi các bạn. Mỗi bạn sẽ có quyền quyết định riêng cho trái tim của mình nha. Chúng ta bấm thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Mình đang đối diện với tất cả bạn bè, với gia đình của mình, với hàng triệu khán giả. Chúng ta không thể dối con tim của mình được. Quyền quyết định của các bạn sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau nào. Nói với mẹ điều gì đi. Mẹ ơi, đầu tiên là con cảm ơn mẹ. Nhưng mà con nghĩ là những cái quyết định của con á, mẹ cũng đều là luôn luôn là hiểu và thông cảm cho con. Nhưng mà dù sao đi nữa thì con vẫn rất là thương mẹ. Và con thương mẹ bao nhiêu thì con cũng sẽ thương người phụ nữ con bấy nhiêu. Chúc cho các bạn trẻ thật là nhiều hạnh phúc trong cuộc sống này. Một nụ hôn đầu tiên. Xin phép hôn mẹ. Rất là đẹp ha. Gái tài gái sắc là đúng đấy. Và đây là những món quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Hura là nhãn hiệu bánh bông lan từ BBK, được làm từ các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, sữa thật, trứng tươi, có thể thay thế bữa ăn sáng và bữa ăn phụ mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng cho một ngày dài năng động. Bánh bông lan Hura làm từ trứng. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn bếp điện từ Toshiba IC20S1BV, mặt kính cao cấp Hegon của Đức, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt tốt. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EMC, chịu lực 150kg, chịu nhiệt 600 độ C, hàng giờ nấu tiện lợi, an toàn khi sử dụng, điều khiển cảm ứng, thông minh nhanh nhạy, mâm nhiệt cao cấp, hiệu suất cao, thiết kế chống thấm hoàn hảo, tặng nồi lẩu inox cao cấp 2 lớp. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các bạn hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Cảm ơn hai gia đình. Dạ. Không bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giận tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ, về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Thôi, đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài cho tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh ạ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình quay ngày hôm nay ạ. Chào bạn. Xin tự giới thiệu, em tên là Trương Thị Thủy Tiên, năm nay 26 tuổi, hiện đang làm giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước ạ. Dạ quê em ở Bình Phước ạ. Bình Phước rồi, dạy tại Bình Phước luôn. Dạ. Hôm nay xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Rồi mời bạn nam. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Lý Trực Thể. Em làm nghề gì thế? Dạ em làm nhân viên kinh doanh sổ số Vietlott. Bao nhiêu tuổi em? Dạ 31 tuổi chị ạ. Dạ em sinh ra lớn lên Đồng Nai và đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Thấy cầm cây đàn hát bài luôn. Hay quá. Sơn tụ luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Anh sẽ bên em, ôm em những khi em buồn, anh sẽ ru em, cho em yên giấc ngủ ngon. Những lúc cô đơn, anh luôn giữ em trong lòng,
dành trọn con tim nguyện trao đến em. Khi em bước đến bao nhiêu muộn phiền trong anh biến tan, em như ánh sáng soi cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không oán than, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Bà chào mừng về được rồi ha. Hả? Vậy hả? Dạ. Bạn nữ thích hát. Nhà trai nghĩ sao? Dạ bạn hát đi rồi mình sẽ đơn ạ. Dạ vậy thì để đáp lại bạn bên kia thì mình xin gửi anh Quyền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả một ca khúc được mang tên Thuyền Hoa. Thuyền em đi trên sông trăng sáng, cưới nhau về ta giữa khôi vội. Trên sông dài thuyền hoa sáng, bao cô nàng miền cưới xinh xắn. Lời trớn hơi cao đúng không? Mình nói đờn được đúng không anh Linh? Cũng được. Cũng được. Nhưng mà rồi, đôi khi đờn với hát nó cũng không đi chung với nhau. Đó. Bạn có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hay giúp đỡ mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Ai mà có chuyện buồn gì là cứ tới tìm em tâm sự. Rồi tới hỏi em có chuyện buồn thì em tâm sự với ai? Em giấu mình. Trời ơi, sao vậy? Bây giờ mình phải chia sẻ cho bạn trai mình để mình hết buồn, đúng không? Những cái điểm yếu của em là gì? Dạ, nhược điểm của em là rất là sợ ma, nhưng mà thích coi phim ma. Rồi vô đó lúc mà con ma xuất hiện sợ quá là làm gì? Dạ, che mắt lại cho nó đi rồi coi tiếp. Vậy thôi, đi coi phim ma làm chi? Đi coi phim ma mà thay cái con ma che mắt lại coi phim ma làm chi? Rồi cô giáo cũng dễ thương, năng động, hòa đồng. Tại sao lại chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Ai mà ví dụ muốn mà tới tán tỉnh hay gì đó với em là em phải đầu tiên em phải nhìn cái chân chút. Chân sao em? Dạ. Ai mà mang dép tổ ong mà cái màu vàng vàng à, rồi chân mà không được sạch lắm, em thấy như là không được tôn trọng á, nên là em phải nhìn cái chân chút. Bên chân kia sao anh Linh? Cái chân đen thùi lôi, thấy mà ghê. Chút tôi bắt lột chân tôi kiểm tra đó nha. Nhưng mà em ơi, tại sao vậy? Cái người ta mang giấy tổ ong mắc mớ gì không thích người ta em? Tán tỉnh bạn gái thì trước hết mình phải tôn trọng, ăn mặc cái chỉnh chu một chút xíu à. Thì người ta ăn mặc chỉnh chu được rồi, cái chân liên quan gì? Nhưng mà nó sao sao à. Nói anh chung là mà... cái chân mới quan trọng. Rồi sao nữa? Cái bàn tay thì được, đừng có để móng tay, móng tay nhìn ghê. Trời ơi, chết rồi. Có một cái móng dài một thước mấy. Hả? Rồi, bây đó nãy giờ ta đưa ra những cái ưu điểm, khuyết điểm rồi. Mình nói luôn đi cho bên kia biết luôn. Dạ, ưu điểm của em á thì hay đi nhậu nhiều ạ. Ưu điểm mà nhậu nhiều nha. Cái đó chắc ưu nhọt. Rồi, ưu điểm gì nữa? Từ nhỏ đến lớn em là gọn gàng, sạch sẽ, quần áo ngăn nắp, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén em tự lập từ nhỏ. Bây giờ mình có tật xấu gì không? Em cũng hay nói, về nói một lần không nghe lời thai rồi xong rồi tự em dọn luôn ạ. Đó không phải tật xấu đâu. Rồi. Bây giờ mình tìm người bạn gái thế nào nói luôn. Chung ai nhìn thấy được là ba mẹ em thấy được là em cũng được rồi. Tại vì em cũng không quan trọng lắm ạ. Nếu dù ba mẹ em nó không được thì sao? Không, bây giờ quen ai giờ mẹ cũng không cấm ra. Quan trọng là do em đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới bạn gái. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chưa. Chưa? Chưa hẹn hò lần nào? Dạ chưa luôn ạ. Vậy là đương nhiên chưa hôn luôn rồi. Dạ chưa. Ủa tại sao vậy? Ai mà tới tán em là em cũng lơ đi hết trơn. Lý do? Mình chưa có gặp mặt á, tự nhiên người ta biết số mình xong rồi người ta làm quen nên em không thích vậy. Nhưng mà mình có thích đàn ông không? Dạ có. Có hả? Muốn tìm người đàn ông như thế nào? Dạ muốn một người cũng phải cao một chút, tại vì em lùn cho nên phải cho đời con em nó cải thiện được chút xíu. À. Đừng có hói đầu. Cái này được không? Dạ được. Mũm mĩm nhưng đừng có bụng phệ. Em không thích người nào mà ốm quá, nhìn không có sức sống, không có đủ khả năng bảo vệ bạn nữ. Ví dụ giờ móng tay anh để dài rồi sao? Giờ sao? Dạ về cắt đi. Anh không chịu cắt thì sao? Lén lén cắt. Đôi khi mình khó quá, mình kén chọn quá đó, mình gọi là mất nhiều, rất nhiều cơ hội nha. Dạ. Oh. Đâu đâu để tôi kêu anh cởi dài tôi coi cái chân coi. Dạ em chào chị ạ. Mang chi bích kính dữ vậy? Bình thường là mang dép tổ ong không mà đúng không? Sao chị biết hay vậy chị? Đúng luôn hả? Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Cởi ra cho tôi chiếc dài tôi kiểm tra coi, lẹ lên. Không, chân này sạch nè, mới cắt hả? Dạ sao chị biết vậy? Ủa cái gì cũng đúng luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi, không được rồi. Dạ em đẹp, em phải đánh đàn chị. À, một bàn bên này thì cũng cắt mà đều vẫn có dính đất chút đỉnh. Rồi bên đây thì là để đánh đàn. Dạ. Cổ cũng thích hát.
Dạ. Biết đâu mình dụ cổ thôi, để anh để cái bàn tay này anh đàn cho em hát, biết đâu người ta cũng ưng. Dạ em sẽ cố gắng chị ạ. Cái mặt anh này tôi thích ghê, mặt anh vui vui ha. Anh cười coi. Cười. Dạ. Có ba lúng đồng tiền nha, mặt này cũng đẹp trai lắm mà. Thôi được rồi, mang dài vô đi, chút xíu gặp nhà gái. Được nhớ, rồi. Nhớ thuyết phục cái vụ nha kia nha. Được được. Trời ơi dễ thương lắm em ơi. Bây giờ cho gặp người nhà đi. Mình đi có ai đi theo không? Dạ có mẹ em ạ. Dạ chào chị cô Bức Tường. Dạ bạn trai bên bển sao cô? Nói chung là cái tiêu chí thấy được. Nè em trai chào bác gái đi. Dạ con em. Chào cô ạ. Cô chào cứ yên tâm đi, nếu như mà con mà mối quen được đi con gái của cô ở đây á thì con dám hứa nhưng mà con sẽ cố gắng yêu thương giống như cô yêu thương con gái của cô vậy đó. Cô có một câu hỏi hỏi con. Dạ. Nếu mà giờ con gái của cô nó còn yêu nghề mà nó ở trên xa đó, con có chấp nhận cho là vợ con ở trên đó dạy học còn con vẫn ở dưới đây, cuối tuần con về như vậy, hay là con phải bắt buộc là con của cô phải về đây ở nhà trọ? Dạ không ạ, quen là tin tưởng, nếu như có thì con sẽ tình con đi xuống dưới đó rồi xong con sẽ về ạ. Chứ là sẵn sàng tới nơi luôn á. Hôm nay lực lượng nhà gái rất là đông đảo luôn. Nhà gái đâu, đưa tay lên. Trời ơi, ơi! Đi cả xóm luôn hả cô? Dòng họ. Dạ. Nội ngoại. Nội ngoại ở đây ai lớn nhất nào? Dì ba. Bà đó, bà hàng xóm bà đi. Rồi cho bà họ nói câu coi đàn trai. Dạ. Được không? Thấy cháu trai như vậy đó là cũng được lắm. Cảm ơn. Nhà trai đâu? Rồi, dạ, em đi xếp với mấy bạn trong công ty ạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường. Em chào chị, chào bên phía nhà gái. Việc mà nếu như tiến tới hôn nhân với nhau á, mà có muốn một người ở trên Bình Phước, một người dưới Sài Gòn, thì bên con có thể tạo điều kiện là cho anh Thể lên phát triển thị trường trên Bình Phước để cho hai người hỗ trợ tạo dựng mối quan hệ tiến lên lâu dài. À, nhưng mà bạn nhìn thấy nhận xét bạn gái bên này như thế nào? Dạ, được đấy anh. Rồi, cảm ơn. Bây giờ mình chuẩn bị Sao? Anh Thể mà không đưa được chị nào về thì tháng này anh đừng nhận lương nữa. Chết trời ơi, áp lực chưa? Em cố gắng đừng để anh mất tháng lương tội nghiệp anh em. Kéo mà. Vậy chắc không phải cố gắng à. Cố gắng. Dạ. Mình chào anh. Ủa nãy giờ ở đâu tôi không thấy một bóng. Dạ cái này giờ, thì em tặng cho anh Quyền Linh. Trời ơi. Hai cháu ở nhà em mới làm tới thì giờ. À tặng cho hai cháu hả? Dạ. Quan tâm tới con tôi dữ ha, cảm ơn nhiều nha. Dạ, cái này anh trước khi gặp mặt anh có quà tặng em ạ. Cảm ơn ạ. Cái này là bạn Thể làm á hả? Dạ. Chú cha hay quá nha. Đây là một người rất là tỉ mỉ. Này cất đem gì cho con coi. Em thấy anh cũng vui vẻ, hoạt bát, biết đánh đàn. À, cũng được. Hai mà lúng đồng tiền đó, đẹp trai không? Mắt to giống sao? Hàn Quốc. Anh thấy em như thế nào ạ? Thì nói chung anh không tưởng tượng ra được, em quá là dễ thương rồi. Dạ anh cảm ơn. Ăn hò như thế nào? Lên Bình Phước gì đó làm sao? Nhắm lên hoạch. Tuần lên mấy lần? Thì nếu như công việc em sắp xếp được, nói chung thì em thấy nhớ thì em sẽ chạy lên ạ. Em không biết vậy. Giờ giấc như nào mình sao công việc em xong rồi em sẽ thu xếp em sẽ lên. Cũng khá xa đó anh ạ. Không sao đâu em ơi. Nhớ là cứ đi thôi ha. Dạ. 2-3 giờ đêm nhớ đi luôn. Dạ vẫn bình thường em. Nếu như mà em cho anh sẽ đi. 2-3 giờ đêm em chịu gặp anh đi liền. Rồi, thôi chuẩn bị bấm nút đi các bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn. Đây là giờ phút mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cái chuyện rất hệ trọng. Bấm nút có nghĩa là đồng ý hẹn hò với nhau. Có mẹ, có cả gia đình, có cả hàng xóm, có cả những anh em đồng nghiệp mình đang chứng kiến và bao nhiêu người đang xem mình qua truyền hình. Suy nghĩ. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Em bấm mà nó không được. Từ từ em đừng nóng. Nghe nói hết thời gian, em bấm mà nó không vô. Rồi, nắm tay đi bạn. Nắm tay đi cưng. Xin phép mẹ hôn gái mẹ. Rồi, dạ thôi được. Quy định của chương trình. Cô ơi, con phép, xin phép à. Đó, mẹ đồng ý rồi. Má cho rồi. Cặp này là cưới lẹ rồi. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn. Cảm ơn. Ý tưởng của bộ Bình Định cũng rất là gần. Rồi, coi chàng trai Bình Định của tôi nè.
sở trường sở đoạn bạn như thế nào, giới thiệu cho bên kia nghe luôn. Dạ, có thể sở đoạn của em là không được khéo tay. Không được khéo tay. Nên mong muốn một bạn nữ bên kia khéo tay. Bạn kia làm hoa rất đẹp, tôi biết rằng làm hoa rất đẹp rồi. Dạ, rồi. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ, em xin kính chào anh Quyền Linh, xin kính chào quý khán giả. Em tên là Trần Phan Hiển, năm nay em 28 tuổi. Hiện em là kế toán của công ty dược phẩm Glomed. Thì hôm nay em đến với chương trình này cũng mong là sự may mắn của anh Quyền Linh cùng sự duyên dáng của chị Cát Tường sẽ làm cho hai trái tim luôn màu hồng. Hay quá. Trời ơi, lưu loát hơn tôi với anh Quyền Linh nữa. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Thấy wow, là thấy hy vọng rồi đó. Chị Cát Tường, chào em. Dạ, hôm nay đến với chương trình em có món quà do chính tay em làm gửi tặng chị Cát Tường. Chúc chị Cát Tường luôn vui vẻ và luôn xinh đẹp. Cảm ơn em nha, rất là đẹp. Này là em tự tay làm đó hả? Dạ. Ngoại hình rất là xinh xắn, dễ thương. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm nay 24. Tên gì? Em tên là Lê Tuyết Giang. Em đang làm đang là giáo viên mầm non. Chăm sóc các em cho nên là rất là khéo léo, thấy chưa? Một đóa hoa tự làm bằng tay rất là đẹp. Em có quà đó nha anh Linh. Có quà hàng chi cứ khen đẹp quá trời. Bên đây lỗi không có quà vẫn đẹp trai. Bạn rất đẹp trai, hào hoa phong nhã. Trời ơi, chưa thấy ai đẹp bạn hết trơn á. Dữ chưa? Em cũng có quà cho anh Quyền Linh nữa mà. Ha vậy hả? À, từ từ là trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá em ơi. Quá trời dễ thương vậy. Anh thiệt tình á. Đẹp trai thế này, hào hoa phong nhã thế này, làm kế toán cũng có tiền vô rất là nhiều, ra vô nhiều, nhưng tại sao lại chưa chọn cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ, tiền đi ra thôi anh, chứ không có đi vô. Đi thôi đúng không? Chi thôi, không biết chi dạ. Thôi. Nhưng mà tại sao không có tìm cho mình một cái đối tượng đặc biệt? Dạ, tại thứ nhất là vì bây giờ thì thời gian em đi làm nhiều quá, có nhiều hôm về tối quá cũng không có thời gian hẹn hò. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ngạn cách cũng chưa được mua được nhà trong Sài Gòn nên cũng hơi ngại. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê em ở Bình Định, miền Trung anh. Em khéo tay như vậy thì chị nghĩ là em chắc là còn nhiều cái biệt tài, tài lắm phải không? Còn cái tài năng gì nữa em tự giới thiệu mình luôn đi. Biệt tài thì nói chung là mọi người cũng công nhận em khéo tay. Em có thể làm một số món đồ handmade chẳng hạn. Ví dụ như theo thùa những cái đồ trang trí trong nhà gia đình vậy đó. Nấu ăn chắc cũng ngon lắm đúng không? Cái này cũng chia sẻ luôn. Em gái em là đầu bếp nhưng mà em nấu ăn thì cũng không ngon lắm. Tạm tạm thôi. Tạm tạm thôi hả? Dạ. À, em quê ở đâu nè? Dạ, em ở Đồng Nai. Đồng rồi Nai, trên đường đi Bình Định luôn. Ờ, đi đường đó, một đi Bình Định cũng rất là gần. Rồi, coi chàng trai Bình Định của tôi nè. Sở trường, sở đoạn bạn như thế nào? Giới thiệu cho mình ghi nghe luôn. Dạ, có thể sở đoạn của em là không được khéo tay. Không được khéo tay. Nên mong muốn một bạn nữ bên kia khéo tay. Bạn kia làm hoa rất đẹp, tôi biết rằng làm hoa rất đẹp rồi. Dạ. Rồi. Ở trường thì hồi xưa đi học là cũng biết viết văn chút chút lên này. Biết văn. Dạ. Làm văn mấy điểm? Dạ, làm văn thì 8-9 điểm. 8-9 điểm. Dạ. Có hay viết thơ tình đâu? Dạ không, em chỉ viết văn thôi, còn thơ là em không có biết. Em có yêu cầu gì về bạn trai em mà về ngoại hình không? Con người mình á, khi sinh ra không có ai được lựa chọn về ngoại hình cả. Em chỉ cần người đó là biết ăn mặc gọn gàng sạch sẽ. Rồi nói chung là về tính cách tốt là được rồi. Nãy giờ bạn nghe bạn gái nói bên đó, bạn cảm nhận thế nào? Dạ thì cũng có xong suy nghĩ là người bạn em sẽ kiếm là như vậy. Nhưng mà sở thích của bạn về người bạn gái của bạn là như thế nào? Sở thích của em thì cũng như bạn kia thôi. Là em không phải là người cổ điển quá, nhưng mà theo em quan sát thấy á, là con gái là để tóc dài vẫn đẹp. Nên em thích là người con gái tóc dài. Mà nếu mà cái nét duyên dáng có mái lún đồng tiền như chị Cát Tường bên kia thì càng tốt. À, thì là được quá hả? Cảm ơn em nha. Bên đó bây giờ chị hỏi em nè, em có không thích cái gì không? Không thích cái gì ở bạn gái của mình? Thứ nhất là không thích là đừng có ghen quá chị ơi. Với lại cũng đừng có cằn nhằn, cũng đừng có nói nhiều quá. Đó là tính cách em không. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng mà ghen vừa vừa thôi chị, ghen nhiều quá em sợ chị ơi. Maximum khả năng của em có thể chịu đựng được cái cơn ghen của phụ nữ là như thế nào? Đừng có cào cái gấu bứt xé là được. Cắn được không? Không, cắn cũng cắn đúng chỗ vậy, chỗ không cắn được cắn chết chết em luôn vậy. Rồi, cho chị xem. Cho chị. Quá lịch thiệp, em rất là chuẩn men, chị rất là thích. Như ai kia. Chê ai kia hả? Được lắm em, rất là được. Xin lỗi à, ai kia cũng được lắm à. Đó, cũng là lộng lẫy lắm à. Đây, đây. Sao? Học thời trang. Khéo tay. Khéo tay hay làm? Tử tế, nhẹ nhàng, bay bổng. Được mà. Hợp. Tôi nghĩ rằng cũng gì rất là dịu dàng ha, hơi hiện đại chút xíu. Còn chờ gì nữa? Chúng ta bây kéo giờ màn kéo màn lên để cho hai bạn gặp nhau. Chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện, để quyết định xem chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Và 2 phút bắt đầu. Xin mời.
Wow. Dạ, chào anh. Wow. Wow. Wow, đầu tiên là thấy được rồi đó. Wow. Hôm nay đến với chương trình á, em có làm một cái ống cắm bút để tặng cho anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em có làm hai cái móc chìa khóa gửi tặng anh Quỳnh Linh. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu trò chuyện với nhau trong 2 phút. Dạ. Hiện giờ là em đang sống ở Đồng Nai cùng với gia đình luôn hả? Nhà em ở Đồng Nai, còn em với em gái em thì ở Gò Vấp. Em đi làm ở Tân Bình. Khi kéo màn lên rồi em thấy anh sao? Có điểm nào lọt vô cái mắt xanh của em vậy? À, anh có một nước da trắng. Không có một. Cảm ơn em. Em có ngại khi quen người con trai miền Trung không? Ba em người miền Trung. Em có muốn hỏi anh điều gì nữa không? Anh hay về quê không? Thì khi nào mà dịp lễ nghỉ nhiều thì anh về. Còn Tết là phải chắc chắn phải về rồi. À. Thì hy vọng dịp 30 tháng 4 này nếu em đồng ý thì anh có thể mời em về Bình Định. Dạ. Dạ. Về cái nút đỏ đâu có cần nữa đâu. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Chúc mừng Bình Định đến với Đồng Nai. Trên con đường đi chúng ta sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó mà tôi nghĩ rằng là quốc lộ 1A, đúng không? Cái cặp đôi này không có cần mình nữa, mình đã trở nên thừa thải rồi anh Linh à. Thôi bây giờ có hỏi gì cũng vậy thôi. Ba của Phạm Quỳnh Mai Hồng đến từ Củ Chi, đến đây chương trình này cũng quá hay đi. Tôi thấy bạn trai thì cũng quá dễ thương, nhưng mà chú muốn sang tài sớm tốt không? Càng sớm càng tốt. cũng ngắn rồi, lâu quá, lâu vậy quá lâu rồi. Làm tài tới 29 tuổi rồi, trời ơi. Cảm ơn rồi, chú. Cảm ơn chú. Rồi bên đây là mình đi với ai nè? Em đi với mẹ của em. Dạ, mẹ có ý kiến đi mẹ. Cô thấy hai đứa nó đẹp rồi, cô chỉ muốn là trở nên bạn thân chồng. Mẹ thấy bạn này dễ thương không? Rất là dễ thương. Là Đoàn Anh Khánh, năm nay em 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai và hiện giờ đang sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Khánh làm gì Bình Dương Khánh? Dạ, thông dịch viên tiếng Nhật ạ. Mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Em chào anh Nam kế bên. Con tên là Phạm Huỳnh Mai Hồng. Năm nay con 29 tuổi. Hiện tại là con đang làm việc tại công ty định cư nước ngoài. Làm việc ở quận Nhất. Và con đang sinh sống tại Củ Chi. Sống ở Củ Chi mà làm việc ở quận Nhất. Làm hồ sơ cho người ta đi xuất ngoại. Dạ. Rồi, con sẵn đây là con nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ. Con xin nói về ưu điểm của con. Con là người sống rất là lạc quan. Khuyết điểm là tính con là hơi thẳng thắn, có khi người kế bên hơi mất lòng, với lại cũng hơi gọi là mù đường đó cô. Tại vì con đi làm là sáng con đi bằng xe buýt, chiều thì có ba con rước con về, cũng gần chục năm rồi. Trời ơi, bây giờ ba vẫn rước vậy đó. Yeah. 29 tuổi, yeah, là ba vẫn đón luôn. Yeah. Yên tâm, mai mốt có chàng trai này 30 tuổi đón. Em trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không biết nhậu nhẹt, biết nấu ăn và cũng thích giúp đỡ mọi người nữa. Còn khuyết điểm thì em dễ tin người và nói chuyện không được khéo léo cho lắm. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. Lúc đó thì bạn đó học xong rồi muốn về Tây Nguyên lập gia đình nên đã chia tay. Còn mối tình gần đây thì không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên... Rồi, còn con sao? Chắc con chưa có mối tình nào quá. Dạ chưa. Biết ngay mà. Dạ. Vì ba đưa bá ngoài rồi làm sao mà có mối tình nào được. Rồi lên đăng ký chương trình này là ai đăng ký cho con? Dạ Út con đăng ký. Nhưng mà lúc báo với ba mẹ thì ba mẹ có phản ứng gì không? Ba mẹ con rất mừng. Để ba khỏi đón nữa đó con ơi. Sợ ba cưng quá rồi, ba chưa có muốn cho con đi lấy chồng. Để tôi qua để coi nhà gái coi sao nha. Giống như chú 29 tuổi đưa đón suốt vậy đó. Dạ đúng rồi. Giờ con có muốn thay đổi người đưa đón không? Dạ có, tại vì ba con cũng sắp nghỉ hưu rồi. Tháng 9 ba con nghỉ hưu. Nghỉ về để đi chơi, đưa mẹ con đi chơi chứ không lẽ đưa con hoài suốt cuộc đời đúng không? Dạ. Không, giờ con muốn tìm người yêu thế nào nè? Dạ. Người yêu thì anh cao một tí,
Dạ. Con mét nhiêu? À, con có 1m51 à. Rồi ngon. Nhưng mà con... cao hơn con. Dạ. Ừ. Ví dụ như là anh cao được 1m7 chẳng hạn. 1m7 cũng không tới. Nhưng mà cao hơn 1m51 được dạ, rồi. Dạ dạ. Ừ. À, anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện chí. Thiện chí hay là thiện cảm? Thiện cảm. Thiện dạ. chí khác thiện cảm hết nha. Dạ. À, vui vẻ. Ừ. À, biết quan tâm, ừ. chia sẻ và biết tôn trọng. Từ nhỏ lớn con có idol ai không? Thần tượng đầu tiên là ba con. Như vậy có nghĩa là chỉ cần giống anh ba giống con ba rồi, con là con duyệt rồi đúng không? À, nhưng mà à, bụng đừng to to. Con trẻ dễ gì ba vậy? Cái người bụng to mới chở người lớn, tới 29 tuổi đó con. Ta lớn tuổi ta mới thay đổi chứ. Người bụng nhỏ không chở con tới 29 tuổi đâu. Đúng không anh? Nó đòi hỏi mình nhiều cái thiệt á, mình khó nói ghê luôn á. To thật tốt á. Mày có bụng to không? Đừng có uống rượu bia hút thuốc. Rồi không rượu bia không hút thuốc bên được. Đây là người ta không hút thuốc rồi nè đúng không? Dạ. Rồi đây hỏi mình nhà trai chút xíu này. Ừ. Chào cưng, sao nè bây giờ cưng tưởng tượng cái bạn bên đây sao? Dạ. Chị là chị cưng dữ lắm rồi đó, không biết em sao đó, cái cảm nhận của em sao? Nghe giọng cũng dễ thương vậy. Nó giống như cúp bé Nhật vậy đó. Dạ. Ừ. Dễ thương mà. Dễ thương lắm. Dạ. Rất là năng động luôn á. À, những cái yêu cầu của bạn đưa ra thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ khoảng 70-80% ạ. Yên tâm, bụng không có bự một miếng nào luôn. Dạ cảm ơn con. Em có cái yêu cầu gì về nhân dáng của bạn gái mình không? Thì ngoại hình cũng nhìn tương đối dễ thương, mà tính cách thì cũng hòa đồng vui vẻ ra được. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nóng tính, không được ở dơ. À, không được ở dơ đúng gái không? Ai ở dơ trời ơi. Mình gọn gàng sạch sẽ đúng không? Thì nhìn con gọn gàng sạch sẽ. Con gái nè, bây giờ mình hỏi ý kiến ba coi ba thấy sao được không nha. Đúng rồi, đó. đúng rồi. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hà Quân. Dạ, chào anh ạ. Và dạ, tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi thì ba của Phạm Quỳnh Mai Hồng đến từ Củ Chi. Đến đây chương trình này cũng quá hay đi. Tôi thấy bạn trai thì cũng quá dễ thương. Nhưng mà chú muốn sang tài sớm tốt không? Càng sớm càng tốt. cũng nản rồi, lâu quá lâu rồi. Quá lâu rồi, làm tài tới 29 tuổi rồi trời ơi. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú. Rồi bên đây là mình đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ của em. Mẹ dạ, có ý kiến đi mẹ. Cô thấy hai đứa nó đẹp đôi, cô chỉ muốn là trở nên bạn em chồng. Yeah. Mẹ thấy bạn này dễ thương không? Rất là dễ thương, thấy lanh lẹ mẹ cũng hiền lành nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cô này cô rất thích luôn á, chỉ mong cho hai đứa nó thích nhau là tiến tới gia đình luôn. Rồi chị vui quá rồi, mở rào thôi. Cảm ơn rào thôi. Rồi mở rào. À, hôm nay cái mình cười tỏa nắng liền nha con nha. Dạ dạ. Em có món quà tặng cho anh. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Anh tặng em cuốn sách nè. Cuốn sách Tony buổi sáng nói về cái cuộc sống của những bạn trẻ, cái học tập và du học khắp nơi. Dạ. Rất là có ý nghĩa. Dạ. Rồi, cảm ơn bạn em sẽ thích. Rồi giờ con nói cho anh nghe cái ý nghĩa món quà của con đi. Dạ. Anh đầu tiên là em gửi tặng anh cái bức tranh là em tự vẽ. Dạ. Thể hiện này là em, còn này là anh thì em cũng không có biết mặt của anh nên thành ra là giống như là đeo cái mặt nạ đó. Đây là cuốn nhật ký. Thì trong đây là có vài dòng chữ thì anh có thể mình đọc lên được không? Em chào anh, người bạn dễ thương kế bên. Em muốn gửi tới anh một đoạn ý nghĩa về gia đình mà em đã đọc qua và tâm đắc ạ. Không có gì là hoàn hảo cả. Gia đình cũng vậy, ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn. Cãi vã để hiểu nhau hơn và giận nhau để yêu thương nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được. Nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thì sẽ làm cho gia đình mình càng đầm ấm. Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ tình yêu thương. Rồi, đưa đồ đi tôi giữ cho. Hai người nói chuyện đi. Quan điểm sống về tình yêu là bạn này bạn đã nói rồi. Em có thấy là cộng hưởng với mình hay không? Dạ, em thấy nội dung của bạn ghi cũng rất là thực tế và hợp lý. Không biết là anh nhìn thấy em thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Giống như chị Hồng Vân nói, rất là dễ thương, giống như búp bê. Hỏi em có muốn anh thay tài với ba em không? Điều đó thì em nghĩ như thế nào? Không biết là anh có thấy xa nếu mà chúng ta hẹn hò chẳng hạn
tại nhà em ở Củ Chi á. Hẹn hò thì anh nghĩ cũng không xa lắm. Em thấy ở quận 12 á thì có cái rạp chiếu phim, không biết anh biết chỗ đó mà. Ở đường quốc lộ 22 luôn á, cầu An Sương mình đi qua chút. À, giờ cũng sắp sát bên Củ Chi rồi. Chắc nó gần, cũng gần dưới giữa chỗ em và chỗ anh. Thì đó là có thể là em cũng đi xe buýt xuống dưới, em hẹn hò anh tôi đón chi, được. Xe buýt, xe chi, để ta lên ta đón. Trời ơi. Tại vì con cũng sợ anh đi xa nên thành ra. Sao thành một cái nếp rồi, buổi sáng ba đi xe buýt đi làm, tối ba mới rước. Thì bây giờ là đến xe buýt đến chỗ hẹn rồi ảnh đưa về. Tức là rồi, biết nghĩ được, cho người em khác. Em cũng đi xe buýt luôn. Bạn ấy đi xe buýt lên đó xong hẹn hò xem phim xong em đi xe buýt cùng bạn đó đưa về tới nhà xong lên xe buýt về quận 12. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình nói chuyện tình cảm chút xíu đi ha. Mình nói chuyện gì đó, hôn nhân gia đình trước đi. Sau khi hẹn hò rồi tính tình, nếu mà hợp nhau thì chuyện hôn nhân thì anh tính khi nào thì hợp? Hiện tại thì có thể là trong khoảng thời gian là tầm 1 năm á. Anh cũng nghĩ khoảng thời gian đó là hợp lý để anh và em cùng tìm hiểu. Dạ. Rồi bây giờ bạn Nam bước tới nói một câu gì đó cảm xúc về phụ nữ đối diện mình, hai người nắm tay nhau đi. Dạ. Yeah. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Thì hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Nói câu khác, hồi nãy anh kia cũng nói câu đó mà không bấm đó. Giờ mình khẳng định luôn đi. Đó, chút là anh bấm đó, em có bấm không? Coi trả lời sao. Anh thì chắc chắn bấm mà, còn em thì... làm như cầm tài lắm, cảm ơn dạ, liền luôn. Bấm rồi sao? Trời, bây giờ hát đi, vui quá, hát bài đi. Anh xin hát một bài. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm tựa buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em mang hết bao buồn phiền. Sẽ là... Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thôi, mình hát luôn con. Dạ, bài hát của con thì nó hơi lạc đề, nhưng mà nó cũng là tạo động lực. Là bài Niềm Tin Chiến Thắng của ca sĩ Mỹ Tâm mà em rất là thích. Niềm Tin Chiến Thắng. Đúng chủ đề luôn á, đúng chủ đề hôm nay luôn á. Là niềm vui chiến thắng đó. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mọi chúng ta. Rồi, hay quá. Quá dễ thương ngồi. Rồi. Quá dễ thương rồi. Để ngồi các bạn. Về đây. Detox không khí từ trong ra ngoài. Toshiba. Bây giờ chúng ta nói chuyện khá lâu. Một cô gái đầy năng động. Dạ. Một cô gái có thể nói là khi gặp cô ấy chúng ta có nhiều năng lượng hơn nữa. Một chàng trai hiền lành, chất phác, ít nói, nhưng trong sâu thẳm là một chàng trai cũng khá tốt. Hai bạn đang có công việc rất là ổn định. Vấn đề là nếu ta hợp lại với nhau, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ làm nên một cái chiến thắng vang dội trong tình yêu của mình, giống như bài hát bạn gái vừa mới hát vậy. Dạ, dạ cảm ơn chú. Hãy cho nhau một cơ hội, theo anh là như vậy. Đây là một cặp đôi có thể nói hợp lý nha, rất là hợp lý. Hai gia đình cũng đã góp ý rồi. Hãy cùng đi trên chuyến xe buýt tình yêu ấy. Dạ. Đó, thấy chưa, hay không? Nhịp tim tôi không cần đếm luôn, nó bấm được cùng rồi. Lúc luôn á. Ghê thiệt. Nào, hãy nắm tay nhau. Xin phép bác là bắt đầu từ hôm nay bác chuyển tài ha. Dạ, con từ nay sẽ xin phép bác được hẹn hò tìm hiểu với lại bạn bên đây, và con hứa là sẽ yêu thương và quan tâm cô ấy. Bạn tên gì nhớ? Anh không? Có nhớ tên em không? Tên Hồng. Rồi, chúc mừng ba nha. Dạ. Trời ơi, ba đây là khỏe rồi. Luôn rồi. Nào, em gái nói gì bác gái đi. Dạ con chào bác. Sắp tới con và anh sẽ sắp xếp thời gian để mình có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới xa hơn là hôn nhân ạ. Xin bác bạn gái anh cái đi. Dạ anh xin phép được trao yêu thương cho bạn nữ. Trao yêu thương. Trời ơi, nói ngôn từ rất là gọi là lãng mạn ấy. Anh xin phép
hít hết bụi phấn vào. Dạ, ừ, đó. Dạ. Chị Tường hay vậy lắm. Vậy tự nhiên mất lịch sự rồi đổ rồi chị Tường. Không có nói chị Tường đẹp. Nhung, em làm công việc gì trong công ty? Dạ, em làm trợ lý giám đốc. Wow, trợ lý giám đốc. Vậy là coi như là thẻ giám đốc đi đâu mình phải đi theo đó. Dạ cũng không hẳn là vậy, thường là sếp đi ra ngoài thì em ở lại đó. Em ở lại công ty. Chào em dạ, tên là gì? Dạ, em tên là Phương Nhung. Năm nay em 31 tuổi, hiện tại là em làm nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn Nam đi anh Linh ơi. Xin mời bạn Nam. Chào bạn. Rồi bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Trọng Việt. Năm nay 32 tuổi. Em làm ở Viện Công nghệ Thông tin, làm một nghiên cứu viên. Tức là nhân viên nghiên cứu? Là người nghiên cứu. Người nghiên cứu? Dạ. À, cái tên này cũng là lạ ha. Đó, cụ thể công việc như thế nào bạn? Mình sẽ nghiên cứu thiết lập những cái thiết bị, những cái hệ thống để những hệ thống đó mới có thể vận hành được. Ví dụ như là làm một con robot thì để cho nó có thể hoạt động được theo cái ý của mình thì mình phải thiết lập những cái hệ thống như thế nào cho nó phù hợp. Nghiên cứu robot nó thực hiện theo những ý định của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mình có thể nào nghiên cứu trái tim con người nó đập theo nhịp của mình được không? Con người nó không thể giống như con robot được. Nó có nhiều suy nghĩ, nó có nhiều tâm tư, có nhiều tình cảm, thành ra đương nhiên là rất là khó để lập trình những cái đó. Bây giờ bạn nghiên cứu trái tim đi, điều chỉnh trái tim được không? Trái tim thì rất là khó để điều chỉnh á. Nó luôn luôn thay đổi, nói chung là nó theo cái cảm tính thôi. Thì tim bạn thay đổi hoài luôn hả? Tim mình thì không thay đổi, có thể là tình cảm thì thay đổi hả? Cái gì mà mới vô mình dí người ta dữ vậy anh Linh? Nhung ơi, dạ. Nãy em nói là em 30 tuổi. Em 31 chị. 31 tuổi. Rồi có khai gian không? Dạ chị không tin, em cho mượn giấy chứng minh. Vậy hả? Chà, vậy là mình bây giờ tuổi này là lấy luôn, cưới luôn được rồi đó ha. Dạ nếu mà hợp thì sẽ cưới luôn. Cưới luôn là bao lâu mình cưới được? Em không quan trọng thời gian, quan trọng là tới thời điểm đúng lúc là được. Nhưng mà ở nhà có hối thúc mình lấy chồng chưa? Mẹ em không dám hối, sợ em chọn đại. Có nghĩa là biết là mình muộn nhưng mà cũng phải lựa chọn cho cẩn thận đúng không? Vậy thì mình đặt ra tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình? Người đó hiểu em, trầm tính một xíu, đừng có tối ngày cứ bu bu cái miệng, em không thích. Gì lô bô cái miệng là sao? Lô bô cái miệng. Lô bô là sao? Dạ là có nghĩa là nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Người ta không có nói nhiều nhưng mà người ta nghiên cứu nhiều. Nghe dùng cái từ nói nhiều chút xíu đỡ, tự nhiên lô bô cái miệng. Không phải bô bô chứ không phải là lô bô. Bô cái gì có cái bô nó khó chịu à. Rồi vậy thì em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình nữa? Em không thích người mà ngồi gác chân lên ghế, không thích bung đùi. Đừng nói bên kia nãy giờ ngồi gác chân lên ghế nha, với rung đùi nha. Còn gì nữa? Vậy thì về bản thân mình thì em thấy mình có những ưu điểm khó gì? Khó chịu. Em thấy nhiều ưu điểm quá chứ không biết kể cái nào. Đó coi. Gì vậy? Cái gì vụ gì? Em nhiều ưu điểm quá em không biết kể cái nào. Và điển hình cụ thể là một cái ưu điểm nào mà nổi trội nhất của em? Em dễ đồng cảm với người khác. Mình hiểu được, mình nhìn họ, mình có thể cảm thông được với họ, đồng cảm được với họ. Rồi cái khuyết điểm gì của em cũng đừng nói là nhiều lắm, cũng không biết kể cái nào. Dễ chính xác cũng nhiều lắm. Một cái khuyết điểm cụ thể. Em rất là nóng tính chị. Nhìn vậy mà nóng tính hả? Dạ. Nóng quá chắc bồ bồ cái miệng à. Nhung nè, tại sao mình không lo tìm bạn trai lập gia đình mà để cho ế tới bây giờ? Dạ tại em đi làm, em đi học. Rồi rảnh rỗi thì em về nhà, thỉnh thoảng đi chơi với bạn, nhưng mà chắc có lẽ là tại vì em chưa tìm được người hợp ý á chị, cho nên bên đây hợp nè. Nãy nó chưa gặp người để thích, bên đây thể thích thôi, bên đây tôi nhìn tôi còn thích, đừng có chi bên đó. Tiêu chí của em lớn không? Em nghĩ là cũng bình thường đó. Bình thường là như thế nào? Về tính tình thì nói chung là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, nói chung là bên kia thấy dễ thương lắm á, nghe tiếng cười thôi thấy ghét rồi ha. Rồi gì nữa? Với lại nếu mà về hình dáng thì tất nhiên là nó cũng phải có sự cân đối một chút. Cân đối là sao em? Cân đối tức là nhìn không mập quá mà cũng không ốm quá chị. Chị với lại bạn đó nói chung là phải cao cao, ví dụ như từ 1m65 trở lên thì hả? 1m56 được không? Cái đó thì cũng được, nhưng mà em chỉ sợ là em ngại, là ngại cho bạn nữ thôi. Có gì đâu ngại, chủ yếu là con người thôi chứ bên ngoài đâu có quan trọng đâu. Ta mỏi cổ quá chị ơi, em cũng mỏi nữa mà. Thấy không được rồi, bên đó cao bao nhiêu? Có 1m9 mấy à. Xạo dễ sợ. Gạt tôi hả? Ơn trời chị đây rồi. Đâu đứng lên coi cao bao nhiêu. Dạ. Làm gì ngước lên dữ vậy? Thôi ngồi xuống đi. Sao khỏe không? Dạ khỏe. Em cao 1m mấy?
Em thua anh rồi. Thua chắc rồi. Trời ơi. Bây giờ bên đây rất là dễ thương, rất là duyên dáng, nhưng mà có 1m46. Tính sao? Tất nhiên cái đó là một cái mình đặt ra thì thôi, còn nó phải phụ sự phối hợp của rất nhiều yếu tố, cho nên tốt nhất là phải gặp mặt thì mới biết được chị ơi. Cái ưu điểm của em là gì? Vui vẻ, hòa đồng, với lại có thể là hiểu một chút tâm lý của phụ nữ. Hiểu tâm lý phụ nữ lắm á, mà giờ chưa có về người yêu đó. Hiểu lắm, tại vì em cũng mới làm đây được có mấy năm đó anh. Bây giờ tôi nói bớt cái chiều cao xuống một chút được không? Đang trả giá nè, đang thương lượng nè. Dạ được chị. 1m46. Dạ được. Nhớ nha. Dạ. Hứa rồi đó, hồi chê ta lùng cũng được đâu. Không, em không có chê đâu chị. Em chê. Bạn tự nhận mình có khuyết điểm gì? Cao lắm. Anh Quyền Linh em phải leo lên ghế là... vẫn lùng hơn ổng. Đôi khi thì cũng chắc là nói nhiều. Nói nhiều. Dạ, với cái nữa là em làm việc cũng có một chút nguyên tắc. Nguyên tắc là sao? Ví dụ như là hay đi đúng giờ lắm, nhưng bạn bè nhiều khi trễ thì cũng rất là bực cái chuyện đó. Đúng hoặc giờ là cái chuyện đúng giờ thôi, giờ vậy thung thấy ghét lắm. Hoặc là cái chuyện ví dụ như trong quá trình mà hẹn thì người ta đồng ý tham gia hoặc là đi chơi gì đó rồi, nhưng mà cuối cùng người ta bận, người ta không thông báo lại, mà người ta cứ coi như là bỏ qua luôn. Vậy là mất lịch sự. Dạ. Chị Tường nghe hay vậy lắm. Vậy tự nhiên mất lịch sự rồi đổ rồi chị Tường. Không có, nói chị Tường đẹp. Nhung, em làm công việc gì trong công ty? Dạ, em làm trợ lý giám đốc. Wow, trợ lý giám đốc. Vậy là coi như là có thể giám đốc đi đâu mình phải đi theo đó. Dạ cũng không hẳn là vậy. Thường là sếp đi ra ngoài thì em ở lại đó, em ở lại công ty để mà quán xuyến mọi chuyện rồi về thông báo ra báo cáo lại. Có nghĩa là mình cũng làm giờ hành chánh thôi. Dạ em cũng làm giờ hành chánh, nhưng mà thường thì em làm hết việc chứ không có hết giờ. Nhưng mà thường thường á nha, mấy ông đàn ông là hay ghen cái vụ mà trợ lý giám đốc lắm á nha. Nữa. Không biết bên đây có ghen không à? Ghen không? Đàn ông thì ai cũng ghen hết, nhưng mà nói chung là nếu mà cái người phụ nữ mà họ thực sự tạo cái sự tin tưởng cho mình thì em nghĩ là... Đó giờ tôi mới nghe người ta nói phụ nữ ai cũng ghen này, có đàn ông ai cũng ghen hết trơn. Thì em hỏi anh Quyền Linh chứ vợ anh mà dường như là đi có thứ bạn bè này kia giao lưu nhiều với phía đó. Trời ơi, ông lanh quá ông ơi. Không có ghen, anh không có ghen, tin là không có ghen. Bạn nam nhà mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em... Mày chắc cũng mới vài chục à. Dạ chắc cũng dài ba mối tình gì đó chị ơi. Dài ba hả? Lanh quá à. Có cái lý do nào chia tay tại bị nói nhiều quá không? Dạ không chị ơi. Chứ lý do sao chia tay? Chia tay thì hồi xưa ví dụ như em học bên kia thì cũng 7 năm á chị. Thì bạn ở đây cũng chờ đợi thời gian rồi, nói chung là xa mặt cách lòng á ha. Dạ nói chung gần gần vậy. Hoặc là cái trường hợp như hồi xưa em làm ngoài Hà Nội thì cũng vậy nữa. Nhiều khi là cũng cái thời gian á mình đi vô đây rồi mình làm đó mình, nhưng mà bạn nữ không vô đây đó chị. Bạn này ở gần đây không sao. Bạn này có thể là gần mặt, gần gần bằng lòng luôn. Trời ơi. Dạ. Cắt tóc giống mày ca quá ta. Mày ca là sao anh? Hả? Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Cô bé từ trên trời rơi xuống á. Dạ. Em có nụ cười là dễ nhớ lắm nha. Đâm cười coi cái cây. Đó. Cười. Dễ thương lắm. Rồi, bây giờ thế này. Chúng ta sẽ gặp nhau để nhìn thẳng vào nhau ha. Rồi chúng ta cảm nhận và chúng ta chọn hẹn hò không hẹn hò. Đó giờ mình quen bao nhiêu bạn trai rồi? Em chưa quen ai bao giờ. Cái gì? 31 tuổi mà chưa quen ai bao giờ? Dạ. Chưa một mối tình nào dắt dai hết. Dạ chính xác là vậy. Chưa có mối tình nào luôn. Hung chưa? Trời ơi trời. Chưa được hung nha, chưa được hung lần nào nha. Bữa nay là tê tái luôn. Linh ơi, gì? Bữa nay mình đặc biệt cặp này mình mở lên 2 phút mình cho hung thôi, mình đừng nói chuyện được không? Hung cho nó tê tái. Rồi kéo màn lên. Hú hồn. Hung. Dạ chào anh. Chào Dung. Dạ. Bạn thích một người cao 1m65 nhưng thực tế mình không có đạt chuẩn như bạn. Thực ra thì mình cũng nói ngay từ đầu là đó chỉ là một cái tiêu chí đặt ra thôi. Thì nói chung là nó còn phải nhiều cái yếu tố khác nữa. Đứng lên đo thử coi có phải nhón hay bắt ghế gì không? Dạ chắc cũng không nên làm gì, làm gì là ngại cho... Mình thì mình không có ngại. Em nói vậy nè, không cao mà người khác phải làm sao? Phải ngước nhìn. Đó. Không, thực ra khi mà cao rồi thì người ta cũng ngước nhìn mà anh. Mà người ta ngước xuống thôi, ngước lên thôi. Thế là gọi là cuối rồi. Nói chung hai bên đều mệt, người ngước lên ngước xuống mệt khổ. Người lên cũng mỏi, người xuống cũng mỏi. Dạ thì quê. Lúc đó thì mỗi lần đi đâu em sẽ cố gắng em sẽ đem theo cái ghế. Rồi vô chuyện tình yêu đi, cười hoài. Thấy cô này có giống người tình trong mộng của mình không? Dạ thực sự thì em đến chương trình này thì ngoài cái việc mà giống như cái chủ đề của chương trình là hẹn hò với tìm kiếm mọi người, thì em cũng muốn gặp gỡ, kết giao với tất cả mọi người.
sau này để có nhiều cái công việc liên quan hoặc gì đó thì chúng ta có thể là tập hợp lại, nói chung là làm ăn hả? Tới đây làm ăn hả? Dạ không phải làm ăn anh, kiếm mối làm ăn hả? Dạ em nãy giờ em chưa nhắc từ nào là từ làm ăn ở đây thì em nói giao luôn, gặp nhiều người làm ăn hả? Ủa gì chứ, ví dụ như trong các công việc mà mình cần phải có sự trợ giúp này trợ giúp kia chứ mà anh. Giờ tới đây kiếm vợ hay là làm ăn? Ông tập trung chuyên môn làm tôi cái đi ông. Lành quá trời lành luôn. Chị thấy không có hợp ý em. Không có hợp gì, người ta nhìn mắt chớp chớp bây giờ. Có không? Có chớp chớp không? Ừ chớp. Bây giờ chớp bối rối rồi. Ai chớp anh? Bên kia tôi không làm. Không làm lắm à. Hết chưa? Giờ cũng muốn nói nhau gì nữa không? Cho 30 giây cuối cùng. Nhìn tôi hoài vậy trời, nhìn đây nè. À, bạn có thích ngôi nhà và những đứa trẻ không? À, cái đó thì nói chung là ai cũng hướng tới hết cái chuyện đó. Môi trường làm việc của bạn có nhiều bạn nữ không? Môi trường của mình, môi trường nghiên cứu thành ra nữ cũng tương đối là ít. Dạ. Hết giờ. Dạ. Em lâm có gì lâm. Muốn hỏi chị Cát Tường không? Dạ lâm không, lâm mà còn để người ta hỏi không mà. Ờ. Thanh niên gì kỳ cùng. Ủa là tôi không có chọn rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định là chúng ta có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. 3 Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn. Ủa thế bạn đẹp trai lắm sao không bấm? À, dạ bạn đẹp trai nhưng mà có lẽ đẹp trai với người khác. Đó, cười vậy. Cười vậy mà không bấm. Dạ. À, điểm nào ở anh ấy mà em không đồng ý? Em không biết, nói chung là em nhìn vô mắt bạn đó em không thấy sự chia sẻ. Ừ. Thế còn bạn trai? Dạ đây là câu trả lời của em nãy em định nói với chị đó. Cứ thể là chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt với nhau. Dạ. Thôi mình bắt tay nhau cái. Chúc sức khỏe nhau. À, cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình và mong rằng đã sống ở đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không? Lúc từ bắt đầu đến cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em á là anh biết là anh không ai mà nhào vô cắn bầm môi chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao em trai? Dạ. Cô bên này rất là dễ thương. À, nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. À. Là có gì là mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao? Làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi nè? Vậy sao? Tại em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, chứ cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết. Phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. À, nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi. Không ai bình thường hết chứ. Người ta có những cái thứ mà nó phi thường mà chưa phi tìm thường. Ra được. Đúng. Cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường. Mình nghĩ ai cũng có cái xấu, cũng có cái tốt hết trơn. Cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau, thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ ta sẽ biến mất. Đúng thôi rồi. Cho nên cũng không có gì. Tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà. Để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi, tuổi này cũng lớn rồi. Ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Dạ em xem mà, em xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ đâu, phim tình cảm không á. Em xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn cho nên nó hung quá này kia chịu không được. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác. Mà mình hay là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Bởi vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn. Nhưng mà được không? Được. Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Được. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi kho bãi vậy. Ta nói là không còn chỗ chứa luôn á. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Nhưng đôi khi máy nó không chạy lâu quá đâu. Nó bị xét bị hết trơn. Chào anh trai. Chào anh. Khỏe không? Dạ em rất là khỏe. Rất khỏe. Hôm nay em vượt lên chính mình á. Đến đây lại nhất quyết ra đem gửi về. Bây giờ nè, em giới thiệu cho bạn gái bên kia với bà mối bên kia biết mình tên tuổi mình ở đâu đi. Dạ, trước hết em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào cô Hồng Vân. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Và chào tất cả khán giả trong vườn quay. Chào luôn trên truyền hình và trên YouTube luôn nha. Tên là Võ Quốc Cường, 43 tuổi.
quê quán ở tại Cần Thơ và sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc làm là kinh doanh mua bán về vi tính IT. Đó, là về cái công việc thì cũng ổn định. Đó, rồi. Lý lịch trích ngang là như thế. Trời ơi. Cường, 43 tuổi. Ông làm về IT hèn gì mà ông chào luôn khán giả YouTube, hay thiệt chứ. em thích sao em? Em thích những cái chương trình của anh Linh, rồi cũng thích cái YouTube của cô Hùng Dân luôn nữa. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn Cưng. Rồi nè, bây giờ mình giới thiệu đi cho bạn Cường bên kia nghe hết rồi. Hôm nay là bạn kiên quyết, bạn rước vợ về đó. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Cường Linh và nói chào anh nào? Trai bên đấy ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Thu, em ở Thanh Hóa. Dạ. Em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay em đến với chương trình cũng mong có một người để dìu dắt em những quãng đường tiếp theo ạ. Nhưng mà em làm gì nè Thu? Dạ, em làm bên thiết kế thời trang. Hả? Em làm bên thiết kế thời trang. À, người ta là thiết kế thời trang đó. Dạ, Cường dạ, ơi. Dạ. Em nói lớn lên cho người ta nghe coi. Dạ. Nghe. Dạ, cái cũng rất thích đó cô Vân ơi, chị Vân ơi. Dạ. Vậy hả? Dạ. Ừ, sẵn vậy Thu nói luôn đi, cái điểm yếu điểm mạnh của Thu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là sống vui vẻ và biết sống hài hòa với mọi người, và biết sống hiếu thảo và rất quan tâm nhiều người nữa. Ừ. Và còn điểm yếu của em thì có một cái điểm yếu kinh khủng nhất, đó là em rất là sợ ma. Cho nên hôm nay em cũng muốn đến chương trình để tìm người bảo vệ canh ma chú phi. Bảo vệ cho em đúng không? Dạ. Ma anh bắt luôn cho em khỏi lo. Yên tâm đi, bắt ma luôn cho. Quá dữ luôn. Rồi anh tập cho em xem phim kinh dị luôn, không sao đâu. Nhưng mà Thu nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 37 tuổi ạ. 37 tuổi nha Cường nha. Dạ. Nhìn tưởng giống như là 27 vậy đó Cường. Ồ, mình đây từ 43 tưởng đâu 34 á. Ồ vậy hả? 27 với 34 cũng được hả Linh? À cũng được, nó hợp nhau. Ok mà. Còn Cường, điểm mạnh điểm yếu của Cường là gì? Điểm mạnh thì tự tin. Làm công việc nào cũng là nhanh gọn lẹ, quyết đoán. Đó là được điều đó. Còn những cái điểm yếu thì nó rơi vào hai trường phái. Một là mạnh mẽ, hai là nhút nhát. Ủa là gì vậy? Là tại vì nó nhiều khi cái vấn đề đó nó thấy nó mạnh quá thì nó sợ là nhút nhát. Nhưng mà mình thấy mình mạnh hơn người ta thì lại là mình 200% luôn. Mình mạnh hơn người ta, mình lấn luôn. Lấn luôn. Thấy mình yếu hơn ta là không ra gió. Lép luôn. Trời ơi. Em có thích sở thích gì là nhất nào? Sở thích em thì thể thao. À. Thể thao ví dụ chơi game nè, bơi lội nè, đạp xe nè, chạy bộ nè. Tất cả những môn về thể thao là đều thích hết. Đó. Văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật và cũng thích nữa. Thích dạ. Thích ví dụ thỉnh thoảng thì có thể là hát nghêu ngao rồi dạ vậy. Thích mấy cái cảnh là đi bắt gà, bắt trứng gà của chị thì chẳng thích lắm. còn anh Linh thì là vườn trái cây. Ồ, thích lắm, vườn trái cây hay. Vừa rồi có coi ổng quẩy cái bị mà gọi là bị Doraemon của ổng, nó quẩy tiền đi ra miền Trung không? Có. Một mình ổng đơn độc vậy mà ổng dám quẩy một cái thùng gọi là cái bị tiền hả Linh? Ghê thiệt, đi đôi dép tổ ong đi ra miền Trung. Tôi mà biết ông đi vậy là tôi rình theo ông, tôi cướp rồi. Một mình luôn nha mọi người, đi cầm cái gói là cái túi cỡ 3 tỷ bạc vậy đó. Đơn thương độc mã đi mình vậy đó. Ghê thiệt chứ. Ra ngoài đó rủ thêm bạn, có bạn mà đó mà. Tại không sao. Mày người ta thấy tiền đi cứu trợ ai dám lấy. Nói nghe nè Cường. Dạ. Ủa chị hỏi nè, với một cái người hoạt bát như em ha, hoạt ngôn như em, mà lý do gì em có mặt ở đây? Tại vì em sống nó hơi khép kín, nó có nghĩa là đi làm xong rồi cái cứ ở nhà. Ở nhà lười đi ra ngoài. Có nghĩa là không thích đám đông. Thí dụ mình đi với một người nữ thì ok, chứ ngồi tụm năm tụm ba tụm bảy mà. Với phần em là không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc, cũng không có gái gú luôn. Nói chung là nó hơi sạch sẽ một tí. Cho nên là nhiều khi thấy vậy thôi, cứ ở nhà, rồi khép mình vậy là tạm gọi là nó không có mở lòng. Cho nên là thường thường mình không có nhiều bạn được, không có cơ hội để gặp người nữ được. Đừng nói với tôi ông còn trai nha ông Cường. Chắc vậy quá. Sao Thu nghe tôi mất hồn không? Ôi. Thiệt không? Tại vì tình cảm thì có quen mà quen cũng như là ví dụ bạn bè nó xa xa hơn một bạn bè một tí xíu. Đó mình cũng thấy mến thương thương, mà nhưng chưa đi tới đâu. Nắm tay thì hình như là làm như là mình không yêu, không cảm giác hay sao ta? Sao thường thường nó nắm tay xong nó có điện giật hay là cái gì đó mình thấy cũng bình thường.
đó, cho nên là tức là em nắm tay nhưng mà em chưa có cái cảm giác mà chưa cảm giác gọi là cái xuyến xắn, người ta gọi là xuyến xắn. Tình yêu là phải có nụ hôn đầu đời, có không? Cũng chưa hôn nữa. Thiệt không? Chưa có biết nụ hôn như thế nào. Bây giờ nhiều khi ngồi suy nghĩ thấy người ta yêu thương nhau, mình cũng xem phim mình thấy người ta yêu thương nhau mà mình nhìn kỹ mình nói không biết tình yêu nó màu gì. Rồi nó ra làm sao cũng chưa biết tình yêu màu gì nữa. Cảm giác chưa hôn, cảm giác được như thế nào luôn tình yêu. Thấy hôn mình cũng mơ rồi mình hôn không? Không, không có, không có hôn. Có nhiều khi đêm đêm ngủ tại vì mình không có người yêu đó rồi cũng khóc ướt gối đi vậy chẳng biết. Khóc ướt gối luôn chứ sao? Dạ. Cũng tuổi thân lắm chứ bộ đúng không? Đúng rồi, chứ thấy người ta có cặp có đôi mà mình lớn không vậy cho nên phải vượt lên chính mình lên đây. À, bữa nay lên đây. Lên kiên đây. Quyết, đúng không? Ừ. Kiên quyết định đến đây. Vậy là chưa có mối tình nào rồi. Chưa có mối tình nào. Vậy là khỏi hỏi lướt qua vụ mối tình. Bây giờ tôi mời ông mối ông qua đây. Ông muốn hỏi hàng gì nhà gái tôi không? Hôm nay nhà gái hơi bị ngon đó nha. Nói, dạ. Cho, nói cho nhà trai biết nha. Vậy tôi chào mối đi em. Dạ. Cô nhà gái. Dạ em chào. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào em. Dạ. Ôi xinh quá hả? Dạ. Rất là xinh á. Em cảm ơn anh ạ. À, em có mối tình nào chưa? Dạ nhỏ rồi em chẳng có mối tình nào bắt vai hết anh ơi. Hả? Ủa vậy luôn hả? Dạ. Ôi trời. Trời tôi với ông hôm nay vô mánh rồi đó ông Linh. Ủa sao lạ ta vậy mối tình nào trời? Dạ, em không sao chứ. Tại vì á, nhỏ giờ em cũng chỉ anh mới đi học xong rồi đi làm cái em thấy cũng có nhiều người đẹp trai quá trời em sợ người ta bỏ rơi á, em hình như người ta cũng có thích em đó nhưng mà em giống như em trốn á, em không dám thích. À, em không dám đó, thực ra em thích thì có thích nhưng mà em không dám. Cho nên không có tình yêu, em không có cái mảnh tình nào bắt vai luôn anh. Cũng chưa có lần nắm tay. Người ta nắm tay lén có. Ta nắm lén hả? Vâng. Rồi mình hốt lại. Mà em nhút nhát quá em đâu dám đâu. Có ai hung lén em chưa? Có luôn, bị bầm môi luôn. Gì? Bầm môi luôn hả? Hung lén mà sao bầm môi trời? Em né, em phản kháng. Em né, em là phản kháng. Xong em mới bị thà như em ngoan ngoãn thì đâu có sao. Được, nhưng mà sao? Em hung dữ quá. Cái này là cưỡng hôn á, cái này là thuộc lại bị cưỡng hôn. Là anh không tin, nếu vậy không phải. Vậy thì cái người nó phải gần gũi em, người ta mới hung lén. Đi uống cà phê mà lúc mà có người nhiều á, mà người ta cũng giang hồ nữa. Cái người ta lúc mà không có ai để ý á, người ta có tình xong rồi em biết được em phản kháng em mới bị chảy môi đó. Dạ. Không tin, phải có cái tình cảm gì người ta mới dám làm vậy chứ. Dạ đúng rồi, người ta rủ em uống cà phê hoài em không đi xong người ta tức quá chắc là người ta trả thù hay sao á. Lâu lâu mà em đi uống cà phê. Em có gia đình, em có cái người nào mà về gọi là chung với em như nhà gì chưa? À, cũng tại vì cái lúc mà còn nhỏ hơn là tuổi còn đang chưa chín chắn á. Cái thì còn có cái hôn một lần nhưng mà 3 tháng sau đó phát hiện không có tình cảm gì cái có kết hôn rồi đúng vâng không? nhưng mà đã ly hôn rồi vậy từ đó đến nay 5 năm rồi. Không phải đó, không phải là em không biết đó là tình yêu hay là gì, em chỉ là thương hại người ta vì người ta đối xử tốt với em quá này kia ấy. Em tưởng là mọi điều tốt đẹp thì mình cứ ok với những mọi điều tốt đẹp thì chắc tương lai cũng tốt đẹp. Nhưng mà lúc mà em biết xác định là đâu là tình yêu, đâu là cái lẽ sống của đời thì mình mới định vị được tình yêu là gì. Thì lấy nhau 3 tháng rồi có con. Dạ, no. Tự nhiên mới 3 tháng rồi về chia tay nhau hả? Dạ, em thấy không có, lúc từ phút đầu đến phút cuối không có tình cảm. Có đăng ký kết hôn không? Dạ, có. Ly dị chưa? Rồi. Lâu chưa? 5 năm rồi ạ. 5 năm rồi. Dạ. Thấy chưa? Bởi vì anh nhìn em á là anh biết là anh không có ai mà nhào vô cắn bầm môi hết chứ. Thôi được rồi, nói chung là cũng có một lần lỡ dở nhưng mà chưa tới đâu, mới 3 tháng chưa có gia đình. Sao em trai? Dạ. Cô bên đây rất là dễ thương. Nhưng mà số phận như vậy em thấy sao? Em có ngại gì không? Thấy cũng bình thường. À. Là có gì kìa mình mình có thể làm cho người ta cái vết thương đó có thể mất đi. Làm sao nữa? Làm sao mà cái môi nó bầm tím, làm sao cho nó mất đi? Cái đó thì phải xem để sự đồng âm giữa hai người như thế nào. Làm sao cái môi bầm tím mất đi nè? Vậy sao? Tại em chưa biết. Hỏi Cường thử coi là Cường mong muốn có một cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cái người mà phụ nữ thì nó bình thường thôi được rồi, cũng không có cần đòi hỏi gì lắm. Tại vì mình phụ nữ không bao giờ bình thường hết, phụ nữ luôn luôn có những cái hơn cái bình thường. Nhưng vấn đề mình tìm ra được cái đó hay không thôi. Không ai bình thường hết chứ, người ta có những cái thứ mà nó phi nổi thường trội đó, mà chưa tìm thường ra được. Đúng.
cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn thì nó cũng không có bình thường, mình nghĩ ai cũng có cái xấu cũng có cái tốt hết trơn, cho nên là bây giờ mình nếu mà hai người yêu nhau thương nhau thì thật sự cái điểm xấu đó từ từ ta sẽ biến mất đúng thôi. Rồi cho nên cũng không có gì, tại tình yêu là sự bổ trợ cho nhau mà, để cả hai cùng hoàn thiện. Rồi tuổi này cũng lớn rồi, ông chưa yêu mà ông nói giống như là người đã. Dạ em xem mà, em xem rồi, xem phim Hàn Quốc đồ nhiều lắm, chứ coi phim đủ thứ luôn, phim tình cảm không á. Em cũng xem phim Hàn Quốc hả? Coi đủ thứ luôn, cho nên nó hung quá này kia chịu không được. Nhưng mà nói nghe nè, vậy thì em có tưởng tượng là cái người yêu của em phải giống một người nào đó không? Về ngoại hình á. Theo em nghĩ thì mình không có đòi hỏi mình giống một cái bản sao của người khác, mà mình hay là chính mình. Như vậy sẽ là tốt nhất. Bởi vì 43 tuổi rồi về có mong có con liền không? Cái điều đó ai cũng muốn ấy. Nhưng mà được không? Được. Sao biết được? Dạ, tại vì đồ hộp hết đát mà còn xài được mà, chứ đâu có dục đâu. Đâu bây giờ là cũng như đạn dược rồi kho bãi vậy, ta nói là không còn chỗ chứa luôn á. Giờ là chỉ có muốn có người để mà sổ hàng thôi đúng không? Kho bãi nó chật hết rồi. Nhưng đôi khi máy móc không chạy lâu quá nó bị xét bị hết trơn. Còn em sao nè, nói cho anh nghe cái mẫu người lý tưởng của em. Em muốn tìm sao? Người yêu như thế nào? Sẽ là một người là tính, nói chung là ngoại hình dễ nhìn, tính tình điềm đạm. Biết sống mà có kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Nói chung là biết tạo dựng một kinh tế ổn định cho cuộc sống của bản thân mình và gia đình. Anh với Hiếu Thảo. Anh bây giờ nói em có cảm nhận là thấy có gì giống giống mà những điều anh muốn không? Dạ giống giống đó anh. À. Dạ. Rồi ok. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Là em đi với em gái. Em gái đâu? Em gái xinh quá nhỉ. Hai rồi. Chị em ruột đúng không? Hay dạ. Là hai chị em họ? Dạ, nó là được lượm ở ngoài chợ về nuôi ạ. Ba mẹ em nói lượm ở chợ về nuôi ạ. Giống như sợ hai chị em á. Dạ. Đó, Cường ơi, Cường nhìn đi, nhìn chị, nhìn em ra chị đó Cường. Thì em xin vậy đó. Em sao, cho em vài ý kiến coi, thấy anh này có hợp với chị gái mình không? Dạ anh, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, em chào khán giả trong trường quay, và em chào anh. Thì em thấy anh ấy cũng dễ thương, cũng được, và cũng nói chung là cũng nhanh nhẹn. Có duyên, anh dạ, này là duyên. Thuộc lại có duyên á, dạ. Anh Cường á. Ừ. Hợp với chị em không? Dạ cũng hợp, cũng em hợp thấy cũng hả? Được. À, vậy là anh có thể bước qua cái cửa của em trước rồi đúng không? Dạ được. À dạ. Gái có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu nhưng mà em đã có chồng rồi. Trời ơi, vậy là đi vượt qua chị rồi. Từ sáng nay. Sáng nay cái người mà chủ gửi xe á, mà con có người yêu chưa, nhà cô còn bày ngựa, cô làm mai cho một con. Yeah. Rồi, còn đi với ai Cường? À, em đi với em trai của em và em dâu của em. À. Yeah. Em trai ruột không? Em trai ruột, dạ. Ồ vậy hả? Dạ. Em ruột, thấy chưa? Hai bên người ta có gia đình hết mà anh chị chưa có. Anh chị nó dở dữ vậy ta? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân, cũng như chào các bạn ở trường quay. Em chào chị. Anh trai em lần đầu tiên là thổ lộ cái thật lòng mình đó. Em ngồi em nghe từng câu của anh và từng câu của chị. Thì chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà sợ ma hay bất cứ cái gì. Khi mà đi với anh của em là sẽ có cảm giác thật an toàn. Cái đó là điều em chắc chắn. Thứ hai, thí dụ em nghĩ như vậy. Cái hôn nhân là một con đường rất là dài. Thì cái điều đó sẽ tạo cho anh chị những cái khuyết điểm và những cái ưu điểm sẽ bù trừ lẫn nhau. Thì em mong qua chương trình này thì anh chị cho nhau một cơ hội để mình bấm nút để mình tìm hiểu. Dạ, em sẽ nói. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Nói nghe nè, ông mối, ông nói ông Cường á, ông đến sân khấu kịch tôi á, coi kịch ma đi, dắt Thu đi coi. Là biết coi đứa nào sợ là biết liền. Em cũng thích lắm nhưng mà em chưa dám đi ạ. Thôi. Em nhớ dắt sau này nếu chút mà bạn gái đồng ý bấm nút á là mình nhớ giờ xem phim là xưa rồi dắt có kịch ma mới mà là đúng rồi có kịch ma đúng rồi kinh có kịch ma rồi bây giờ mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau. Mở rào. Dạ. Em chào anh. Dạ. Đó, tặng quà gì đi anh. Dạ. Có món quà anh tặng cho em.
Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Mở ra đi, mở ra đi coi là gì nè. Dạ. Dạ được ạ. Dạ, dạ một dạ chiếc dây. Trời ơi, cái lắc hay là dây chuyền? Lắc. Lắc hả? Đeo luôn đi Cường. Trời ơi. Coi như chiếc vòng cầu hôn đó. Đeo vàng như đeo vào. Đeo sao lên ra lên. Đeo vàng như đeo gông vào cổ. Đeo rồi mấy thở lấy ra. Dạ, anh trao cho em chiếc vòng cầu hôn. Chiếc vòng cầu hôn. Dạ, em cảm ơn anh. Okay, anh à, rồi, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Dạ. Mở ra luôn. Cái gì mở ra luôn. Mở ra luôn. Cái nó gì nhảy mà? Không? Nó nhảy không? Nó nhảy không? Anh chị ơi, chị cái món quà này nó nhảy đó. Thôi để anh mang về thì anh mang về anh kết thì cũng không. Mở ra coi có cái đâu dây chuyền. Phải có qua có lại chứ. Ừ. Một chiếc áo sơ mi thì em thích áo sơ mi lắm. Em thích áo sơ mi mà lại thích màu trắng luôn không? Thích màu trắng đúng luôn anh nè. Đâu mặc khoác vô coi vừa không? Coi nè Linh, y chang giống như anh em song sinh á. Cái áo bạn đang bận. Sai gì, sai gì? Ừ đúng rồi, bây giờ sai nha, coi sai nha. Coi mà đúng sai một cái là coi như ông Tơ bà Nguyệt là dính luôn rồi đó. Không còn gì để nói, sai gì, em mặc sai gì? Nó ná nhà hết, 39, 40, 41. Đây, sai gì đây? Mắt tôi đuôi tôi không thấy được. L 43. 43. Dạ. Thì cái áo này phòng thủ khi mà anh ấy mập thêm một tí á, anh mặc vẫn còn vừa. Đừng có nói mập, đụng chạm nhiều người. Như vậy có nghĩa là vậy nè Linh, trong đầu của cô bé này á, là cô tưởng tượng như cái hình mẫu bự con dữ lắm nè. Tưởng tượng ai mà mua bây giờ 43 Cường... vậy em? 43 là size của anh đó. Cường nó bự dữ lắm. Ủa vậy là mẫu gì? Hình lý tưởng của em là anh Quyền Linh hay gì? Đúng không? Thì có thử rồi, Cường thử rồi Cường. Khó chịu ghê luôn á nè. Coi nè. Ý, vừa nghe Cường nha. Vừa nha. Quay lưng lại đây, đau lưng lại. Ê, vừa nghe vừa in nha. Trời ơi nè. Vừa. Cái vai nè, ngám luôn nè. Vừa luôn. Ờ, chúc mừng hai bạn. Ôi thiệt, lúc em mua, màu trắng là thích hai mà mua nè. Chúc mừng hai bạn. Ông dạ, em tưởng tượng anh Quyền Linh đó ạ. À. Này Linh bận có vừa đâu. Thiệt. Vừa. Hôm nay đi từng xuống mấy ký. Ok. Rồi hai bạn về vị trí đi nào. Quan rồi đó. Chị Thường á. Nè Cương trả Cương nè. Quà cáp là mình phải hốt liền nhé. Nè rồi ngồi nói chuyện đi. Cảm giác đầu tiên cảm này kia nọ đi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt đó. Dạ lần đầu tiên. Và nói chung là em cũng không ngờ em lên đây. Em cũng tại vì em sợ ma quá nên em mới lên. Mà em gặp anh em run quá đi ạ. Run quá hả? Vậy dạ. Là em có ấn tượng gì với anh không? Để em thấy anh là người hiền lành và là một người đáng tin cậy trong mọi lĩnh vực ạ. Thế à? Dạ. Bây giờ thí dụ có hai mẫu người đàn ông. Dạ. Một người đàn ông làm cho em mọi thứ để mà em yêu họ. Dạ. Còn một người đàn ông khác á, em chỉ cần nhìn vào họ thôi là em đã yêu họ rồi. Thì em sẽ chọn người nào? Em chọn cái người mà em nhìn về em cũng có một chút bói bói vì em học lâm học lõm ạ. Vậy hả? Dạ. Rồi em nhìn cái dạng người thứ hai, dạng người thứ nhất. Là người thứ hai là mình nhìn vào người đó. Người đó là em cảm thấy tương lai. Em yêu người đó liền, em dạ. Thương người đó, tình yêu trong người đó liền là em chọn người nào? Là cái người mà em người thứ hai vào người, nhìn vào người thứ hai. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Thì anh là người thứ hai nè. Thế là anh là đúng người em đúng muốn. Không? Đúng không? Em nhìn đúng anh em có thấy thương anh không? Dạ thấy. Đó thấy không? Thì anh nói là anh là người thứ hai mà. Ôi, cho nên chứng minh điều đó mà đúng không? Dạ. Lên dễ sợ luôn không? Lên vẫn không nghĩ ông này ông chưa có tình yêu luôn á. Em xem phim chị Dân ơi, em xem phim là... Hàn Quốc. Vậy em chứ phim mà. Hàn Quốc nhiều lắm mà dạo này phim Hàn Quốc không có hay cho nên em không có xem nữa. Chứ bây giờ ai mà không thích xem Hàn Quốc hà tình cảm là đúng không? Đó. Vậy chứ kia nói em thích nhiều. Bây giờ nếu anh là người thứ nhất à. Anh với em tìm hiểu quen với nhau như vậy thì bao lâu mình đi đến hôn nhân được? Nói chung là em mà đã đến đây có nghĩa là em đã sẵn sàng ok luôn rồi. Ý sẵn sàng rồi ạ. Dạ. Sẵn sàng ok ha. Ý có nghĩa là anh cưới là em chịu đó ha. Đúng không? Chắc phải. Hôm nay người ta đều có một cái sự kiên quyết mà bên em là cũng kiên quyết rinh vợ về đúng không? Đúng rồi. Còn bên đây ta cũng kiên quyết tìm được bờ vai vững chãi để ta dựa dẫm mà. Thì cỡ này là ma làm sao mà sợ được, cỡ này là ma là nó chạy hết rồi. Đúng đúng không? Chứ em hỏi anh nha,
Anh có sợ ma thật không á? Anh bắt ma luôn cho em. Chắc không anh? Em khỏi lo. Bây chắc giờ em nói ở đó có con ma anh bắt lại cho em thấy nó nằm đó luôn. Đó, yên tâm nhưng mà, đi đó. Nhưng mà em nói là tại vì em ở mình nên mà bản thân em là rất thích ánh sáng, mà bóng tối là em rất là sợ. Thì em cứ ở bên cạnh anh, em cứ sợ, em cứ ôm anh là sao em đâu có thật sợ được. Đúng không nào? Ủa giờ em muốn đi lấy chồng hay em chỉ cũng muốn kiếm một người bắt ma cho em? Đi lấy chồng á? Hả? Đi lấy chồng á? Lấy chồng, tính lấy chồng đi. Nhưng mà người... em phải hỏi cho chắc cú, lỡ mà anh ấy sợ ma đấy thì thôi. Không sợ hơn, nó là nó thua đâu luôn á. Ủa thí dụ như anh yêu em yêu anh, em sợ ma kệ anh chứ. Chuyện yêu là yêu chứ. Nhưng mà đồng thời có cả đừng có sợ ma. Mà em nhìn thấy anh á, em thấy anh có khả năng bắt ma không? Chắc cũng có luôn. Có thấy không? Anh nói là em thấy tự tin của anh đủ để em nương cậy anh không? Dạ đủ. Rồi hẹn hò sao nè hai đứa bằng bạc ơi. Bây giờ em hiện tại là em nói em ở đâu quên ta? Quận ở thành phố Hồ Chí Minh mà như thế nào? Em ở Tân Bình. Ở Tân Bình, Tân Bình với quận 10 là rất là gần. Đúng không? Kế bên luôn. Dạ. Như vậy thì thí dụ mình hẹn hò mình gặp nhau như vậy thì một tuần như vậy là em muốn gặp nhau mấy lần nè? Cuối tuần ạ. Cuối tuần một lần hả? Nhiều khi ví dụ em thích anh quá rồi giờ em tìm lại nhiều lần rồi sao? Tại em dạ. Nói một lần mà thí dụ em lỡ sao ạ? Lúc đó em báo sao ạ? Đó. Nhưng mà em nhìn thấy anh em có cái hấp dẫn cuốn hút gì không? Dạ có. Đúng không? Anh đẹp trai nè, anh phong độ nè. Ô anh vậy đó hả? Ô là, cảm ơn em quá. Rất là dễ nghe ha. Dạ. Dễ nghe đúng không? Dạ. Anh cũng thích người gái Bắc nữa. Giọng Bắc rất là thích. Dạ. Cũng đức tính người Bắc thì anh cũng thích nữa. Dạ. Hai đứa này có dễ hợp lắm luôn á nha. Ừ thiệt luôn á. Tôi thấy là vô thẳng vấn đề luôn. Ừ. Đi. Rồi, vô thẳng giờ, đi. Vô thẳng luôn. Bây giờ là nếu cưới nhau thì tiền bạc ai giữ? À. Đứa nào thích con trai con gái? Giờ đó anh đang ở nhà anh hay đúng là rồi. Ở nhà mướn nè, em cũng vậy, ở nhà em hay là ở nhà thuê nè. Đó rồi ha, mình lấy nhau rồi là mình gộp chung kiểu gì nè, ừ, đó, ví dụ vậy. Bạn đi. Anh đang ở nhà của người ta. Dạ. Đó, dạ. Tạm thuê. Dạ. Cho nên nếu em về mà ở chung với anh em có chịu không? Dạ chịu. Vậy đó hả, cũng dạ. Chịu luôn. Miễn là anh cho ở. Thì nói chung em thương anh rồi là cái gì em cũng chịu chứ phải không? Dạ. Ủa xem ủa vậy sao? Đôi rồi còn thu ở nhà thuê luôn hay gì? Em ở nhà của ông chủ nhà trọ. Vậy hả? Thì về ở với anh không biết sao. Rồi sao? Ai thích con trai con gái nào nói luôn đi. Dạ em thích, đi. Em thích con trai con gái. Dạ cái này là tùy ý chơi ạ. Trời cho gì thích lấy ạ. Con trai cũng được, con gái dạ, cũng được dạ. Đúng không? Với cái tuổi này thì bây giờ có con là ai cũng thích đúng không? Dạ. Đó, con trai con gái gì cũng đều tốt thôi. Dạ. Không quan trọng lắm. Dạ. Rồi tiền bạc sao? Ai giữ? Con cái ai lo? Bàn nhau đi. Cái này anh nói đi rồi. Gì đó hả? Dạ. Rồi không lẽ bộ bây giờ anh kêu em đưa tiền cho anh giữ em cũng đưa luôn sao? Nếu như mà em giữ không hết, ý mà em giữ không nhiều quá thì em anh phải giữ phụ chứ. Ừ, vâng. Vậy đó. Vâng. Khi mà em cẩu khả năng giữ thì anh cứ ok. Vậy mà khi ha. Mà em mà nhiều tiền quá, đích như là em cũng sợ, em giữ nhiều cũng sợ nên anh cũng phải giữ phụ em. À rồi đưa anh giữ ha, vậy là hứa vậy nha. Không phải. Ý là anh giữ, ý là khi mà nhiều tiền quá là anh phải giữ phụ em. Vậy đó thì dạ. giữ phụ em mà em có đòi đúng không? Tại vì lúc đó nếu làm vợ chồng thì xài chung chứ đâu có đòi được. Dạ. Đúng không? Nếu dạ. mà chưa là vợ chồng thì nhưng có mà, thể đòi được. Nhưng mà anh nhớ giữ kỹ, anh giữ phụ nhưng anh nhớ giữ kỹ. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đi, anh không có cờ bạc, rượu chè, không có gì hết trơn, không ăn chơi bời hết trơn, làm sao mất tiền được. Dạ, vậy đúng ok, dạ, ok. Vậy em yên tâm. Anh lấy tiền đi mua lắc không á? Nhớ. Rồi, bây giờ Cường bước tới, nắm tay Thu, hát tặng bài, truyền hơi ấm cho nhau nè. Thử coi nói sao. Bước tới mạnh dạn lên nào, bây giờ tự tin lắm mà Cường. Thật sự mà để hát một cái bài về tình cảm nhạc trẻ đó thì tại vì nó qua cái thời rồi. Cái dạ. thời của mình là cái thời 7X, 8X. Cho nên là những cái dạng tình ca mà tình cảm thì nó hay cái vụ mà tan dở mong manh này kia rồi nhạt nhòa này kia đó. Thì mà bây giờ mà mình hát một cái bài mà gọi là tình cảm thì karaoke hay có lời thì nó dễ hơn. Còn nếu mà hát cái bài nào mà nhớ cái thời mà thập niên 80 này kia đó thì có thể là nhớ lời thì hát được. Nhưng mà nó không có đúng với cái, dạ. cái không khí như thế này. Kệ nó, nào nắm tay hát lại đi, bài gì cũng được hết trơn á. Bài được hết á, nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra.
Nếu anh nói anh đã yêu em là thật ra anh đang dối mình, còn anh nói đã chót yêu em rồi là thật dư anh đang chót em. Rồi từ ngày vắng em, rồi từ ngày vắng em, bước chân buồn tên, không thuộc lời được. Đó nhưng mà ý là thôi dùng cái cảm xúc của bài hát đó nói với cổ đi. Bài nào em thuộc cái Cường nắm tay bằng ấy thật Cường. Nói cái cảm xúc của em đi. Mạnh dạn lên nào, nắm tay bằng Thu đi. Nắm hai tay vô. Rồi, cảm xúc bài nào hát đại bài nào em thuộc đó. Sao lạnh như vậy? Em run quá. Có gì đâu rúng. Cái Thu nó rúng. Người ta nóng không? Ta nóng không? Người ta ngấm. Ủa vì sao mà tại sao mà lạnh? Tại vì em ngồi đây, tại vì bao năm nay em lạnh giá tay tim luôn ra ngoài. Vậy đó hả? Vậy là anh, nếu mà anh ấm anh nóng như vậy có đủ cho em ấm không? Hay là cũng vẫn còn lạnh hơn? Dạ chắc đủ rồi. Đủ dạ, hả? Dạ. Mà nắm càng lâu là nóng lắm đó nha. Dạ đúng đâu, rồi. Bây giờ thử ôm cái sưởi coi có nóng thiệt không Thu? Tôi coi người Cường có giống như cái lò sưởi không? Cái người đàn ông mà vững vàng là mình sao? Em nhìn em biết rồi, chị ấm. Nhìn biết rồi là ấm luôn, nhìn mà biết luôn vậy đó. Dạ. Sao vậy? Còn mắt em cũng hơi tinh tinh nữa. Tinh rồi đó. Mà thấy nói thật lòng không? Dạ thật. Đúng hả? Dạ. Sao tin anh dữ vậy? Không, tại vì em học lõm từ mấy người lớn đó. Dạ. Em tin anh mà em nhìn bên đây, em nhìn thẳng anh nè. Ừ, em cứ nghĩ gì đó không? Thì thẳng nè, thấy không? Đó. Từ từ em sẽ nhìn thẳng. Ờ, đó. Dạ. Mạnh tiếu lắm sao em cười? Không phải em run quá, nhưng mà em đang tính nói. Tính nói sao em? Tính nói sao? Em tính nói là sao bị em quên mất tiêu rồi. Em quên là phải về phải nhớ lại để em nói anh nha. Dạ. Đúng không? Đó. Dạ. Rồi. Thì bây giờ nó như vậy nè ha. Bây giờ là anh không hứa, tại vì cái tuổi này nó lớn rồi đúng không? Anh không hứa cho em một cuộc sống giàu sang. Dạ. Nhưng cái điều anh hứa đó là cho em là một cái sự chung thủy. Dạ. Cái chân thật của anh đối với em là nếu em là vợ của anh. Dạ. Dạ. Em đồng ý những lời anh nói. Bé Thu này. Bé Thu nó hiền ghê luôn á. Mời đi Thu, mời đi. Dạ. Hai đứa nó làm thiệt mắc mệt tim gì đâu. Bây giờ để tay vô nút bấm nào. Hai bạn. Nút bấm nằm chỗ nào ta? Bên tay em trái. Cũng chưa biết. Đây. Đúng rồi. Xích vô đây, nút bấm đây cưng. Đây. Hai đứa này về nhà vui lắm nè. Ở trên hay ở dưới hả chị? Cũng nhập, hợp lắm nè, nè. Em mà thấy đủ rồi là em bấm luôn, em khỏi cần chờ đếm. Vâng ạ. Đó, hai đứa mà thấy được rồi là bấm luôn vậy đó. Nào, cái phình phịch này là hình như trái tim nó đập. Trái tim nó đập cập hịch đó. Suy nghĩ cho kỹ xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Quên cái đồng hồ đo nhiệt độ tim. Nếu đúng chúng ta bấm, nếu không đúng không nên bấm. Suy nghĩ cho kỹ sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Trời ơi, đeo vòng đeo lắc của người ta rồi nhau. Sao không bấm được? Em bấm mà. Chính thức bấm rồi. Ngay bây giờ từ giây phút này các bạn đồng ý hẹn hò và tìm hiểu nhau ha. À, ba mẹ em đâu ở đang ở đâu hả Thu? Ba mẹ em đang ngoài quê ạ. Quê là ở đâu? Quê em Thanh Hóa. Thanh Hóa đó. Dạ. Bây giờ Cường nhìn thẳng vào máy xem như ba mẹ Thu á đang ngồi đó đó. Cường nói gì á, xin phép hai bác cho tụi con tìm hiểu với nhau ha, nói chuyện với người lớn để người lớn chứng kiến. Dạ, xin phép hai bác để cho con tìm hiểu và làm quen với em Thu. Nếu được á thì chúng con sẽ đến kết nối xa hơn nữa. Dạ. Rồi. Nụ hôn đầu tiên. Dạ, cái này nợ đi ạ. Đầu tiên luôn á. Cường á. Em nếu mà nụ hôn đầu tiên thì mình phải hôn sao mới đúng anh Linh? Tùy em. Anh có kinh nghiệm không sao chị Vân? Hả? Em hôn ở má thôi, cái phạm vi của em là chỗ này. Chỗ này đó. Xuống hả? Ờ đó. Chứ sao em thấy người ta yêu nhau thôi cái môi mà. Cái môi là để sao? Thì còn quyền của em là sao mới cho em được hôn má thôi. Kệ. Quyền tự do của em. Tội nhỏ này nó bị cưỡng vậy hôn mà nó sợ lắm. Em thì mình sao? Cứ nhẹ nhàng. Nhưng mà như cái cưỡng hôn nó khác, còn cái người mà mình thương mình yêu á là thí dụ hôn nhiều khi cảm giác khác phải không em? Đúng rồi. Dạ nó... nhưng mà cái này nợ được rồi anh. Nợ là luật rồi. Nó là luật rồi. Nợ. Luật rồi. Nào 3 2 1. Không chỗ nào đây? Dạ trên đầu. Đâu có, trên đầu là chào hôn con, hôn đây. Dạ hôn nha.
Chuẩn bị tinh thần đi. Đi nè, không có che nữa. Chuẩn bị rồi, tinh thần đi nè. Càng đảm lên. Mạnh mẽ lên, vượt lên chính mình nha anh Linh coi. Rồi, không. Vô. Rồi được rồi, hai đứa dễ thương lắm á. Cứ như thế nào nắm tay ra không có buông ra. Đã đồng ý bấm nút không buông tay ra. Lạnh thiệt. Lạnh chứ. Ủa lạnh là rung anh Linh. Ừ rung. Lạnh là rung. Rồi. Bây giờ chúng ta giữ lấy món quà này để làm nhớ ngày hôm nay mình gặp mặt nha. Và đừng quên những giây phút này, nói gì nhớ lấy. Rồi quà cáp gì đâu. Ủa này đưa trước hay sao? Ủa sang hai cái luôn hả? Một cái thôi chứ. Đây, đây là một phần quà của thương hiệu máy lọc nước cao cấp Makano. Tụi em đi mua nước nóng lạnh này kia nọ, nước tinh khiết. Dạ, lọc. Em cảm ơn. Rồi, 30% cho một cái voucher giảm giá của thương hiệu là gì? Quần áo ha, của thương hiệu quần áo Marvel. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Đúng size của em luôn á thôi. Dạ. Nhiều thế. Máy nước nóng hiệu Centong được nhập khẩu từ Pháp. Chị đây. Ơi em nặng tay rồi. Không, đây là phần của em, của nó em. Khổ vậy đó. Em chịu khó đi, còn đây nè. Của Cường nó bự hơn nữa nè. Cường nó bự tắm nước nhiều hơn. Máy nước nóng Atlantic. Đấy, của Pháp mà được nhập khẩu từ Mã Lai nha em. Tụi em được bảo hành 1 năm. Không. Một đổi một nha. Dạ. Giá trị là 7 triệu đồng nha hai đứa. Ừ. Về em. Rồi, chúc hai em sớm tìm hiểu nhau và đi đến một cái kết rất là tốt đẹp nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Nguyễn Linh và chị Hồng Vân. Dạ, cảm ơn chương trình. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ, em xin cảm ơn. Nó lạnh mình nó xúc mồ hôi nè. Trời ơi, con bé Thu này thiệt. Đi trước đi nè. Bảo cách nhiều em nha. Đó, Cường đi đó. Sao bảo vệ, ta đi trước đi bảo vệ. Dạ. Thu đi nè, đi qua thảm đỏ nè, đi vô đây luôn. Dạ. Từ từ nha. Đó, đi luôn này, đi luôn này. Đó, rồi. Đó, đi qua bà con hai họ nè. Đi, đi luôn. Đi luôn. Mai mốt thế hai cái đó bằng hai cái tráp á. Đó, đúng đầu rồi. Cao này kia đó ha. Rồi, quẹo tay mặt kiếm cái ghế ngồi tâm sự. Chú Quân Linh ạ. Dạ em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Và năm ngoái thì em được mời để mà đi casting. Rồi kéo dài cho đến năm nay cũng trải qua rất là nhiều đợt dịch Covid đó. Cho nên cũng bị hoãn rất là nhiều lần ghi hình. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều cô trợ lý ha. Hôm nay thì có một anh này cũng trục trặc cũng nhiều lần đó. Thành ra là anh, chú nghĩ rằng là cái duyên đó. Dạ. Cái duyên cho dù qua bao nhiêu phong ba bão tố trục trặc gì họ cũng gặp nhau trên sân khấu này. Đúng rồi. Dạ. Mà dành cho nhau luôn, tại sao không gặp người khác? Đúng rồi. Tại sao không gặp một đợt khác? Đúng mà rồi. Đúng đợt này gặp luôn. Đúng đợt này luôn đó. Người mà này một người là hai người được thích tổng thống đó. Đó chưa gì là chung ý tưởng rồi đó, tại vì những người tổng thống thường họ có tư chất giống nhau, khả năng lãnh đạo. Bây giờ cô gái thích không thích đàn ông có điều gì? Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực ở đây. Chừng mực cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Dạ đó. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu, năm nay em 34 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cứ nói dạ. Hiểu. Dạ, hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À, vậy hả? Dạ. Quá dữ luôn ha. Khách sạn nào mốt tôi ra Nha Trang tôi ghé ở nghe. Dạ. Tổng quản lý đó. Dạ, trợ lý ạ. Trợ lý, tổng quản lý đúng dạ, không? Dạ, không, nhưng mà trợ lý là sẽ dễ liên lạc hơn là bạn kia đúng không? Sắp xếp nha, sắp xếp cho ở khách sạn thử nha. Dạ. Thôi, mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ, chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng cho một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ, quận 3. Làm quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quê Phú Yên luôn. Dạ. Mỗi năm về Phú Yên mấy lần?
Dạ trung bình là một lần, cả năm thì hai ba lần. Dạ. Bây giờ chắc phải về hoài luôn, bởi vì trước khi tới Phú Yên phải đi qua Nha Trang. Dạ dạ. À. Rồi mình nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng, sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Dạ. Còn có điểm yếu nào không? Dạ điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt, cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ cho nên đôi khi mọi người sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. Dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, có dạ. Mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Một mối dài không? Dạ hơn một năm. Hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ một phần còn cách xe, với là xa. Lúc đó em đi làm nơi bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Dạ với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định thôi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ 5 năm rồi hả? Dạ. Là do yêu xa đúng không? Rồi còn em? Dạ em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Dạ. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ sau đó thì em không có một mối tình nào khác cả. Không tin được luôn á. Thật sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn. Thật sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Dạ. Mười mấy năm luôn. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Dạ em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ. em thích một mẫu người đàn ông mà có năng lãnh đạo, nhưng mà cũng dành thời gian yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là dạ. Không có muốn giống ổng không? Dạ ngoại hình thì em muốn một người thon gọn. Ừ thon gọn. Thon gọn, cao ráo. Ừ. Dạ. Da có đen giống dạ da thì ngâm ngâm thôi hoặc là trắng cũng được. Dạ chứ không đen, em không thích đen hả? Thần tượng tổng thống hèn chi giờ này mười mấy năm rồi chưa có ai, là làm gì có ai giống ổng. Áp lực không? Dạ hơi hồi hộp xíu. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Dạ. Rồi em không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích một người con trai mà không biết cư xử chừng mực. Tức là một người con trai đừng quá vồ vập cũng như đừng quá nhút nhát trong cái mối quan hệ xã hội cũng như trong tình cảm với gia đình, với người thân. Luôn luôn biết kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng, tử tế. Dạ. Rồi. Đó, em có giống vậy không? Dạ, cái lần đầu tiên gặp mặt á, thì có thể em hơi rụt rè xíu, cũng ngại ngùng xíu. Nhưng mà khi mà em quen rồi là em bình thường lắm. Em rất là vui vẻ. Dạ, được. Bây giờ người ta không muốn mình vồ vập, mà người ta cũng không muốn mình nhút nhát, mà mình phải khoan thai bình tĩnh trong mọi trường hợp. Dạ, dạ. Nhút nhát nhưng mà cũng không quá nhút nhát dữ lắm. Bạn này là dạ. Đòi hỏi hơi bị cao đó, mà em không có miếng nào giống Obama hết trơn á. Bây dạ. Giờ sao ta? Ông qua đây. Cứu bồ nhà trai đi chứ. Cười quá. Cười gì? Ta không có giống Obama, ta giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá dạ. Tính có giống không? Có biết lãnh đạo không? Em biết Donald Trump nhiều hơn là Obama. Đúng rồi đó. Chị cũng giống em, bắt tay cái. Dạ dạ. Chị cũng khoái một người giống như là ông Trump vậy đó. Dạ. Ủa sao ai cũng thống vậy? Ai cũng giống tổng thống hết trơn vậy? Rồi cho tôi xem mặt đàn gái coi. Đó. Bây giờ ông đoán thử cái đàn gái bên tôi sao? Ông đoán thử coi. Chắc chắn thon gọn rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Còn gì nữa? Nãy thích thon gọn, một người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng mà trợ lý tổng đốc xinh đẹp. Lý tổng quản lý một khách sạn 5 sao là luôn luôn sẽ tiếp xúc với đúng người nước ngoài đó, người xinh xắn ở Nha Trang nữa, nhưng mà hơi khó tính. Đúng rồi. Khó tính là nam mới
mới làm mười mấy năm á, bởi vậy bạn này rất là khó nè. Dạ khó tính mới là quản lý đó anh. À dạ. Chào em gái. Dạ em chào chú Quân Linh ạ. Dạ em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này, bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Và năm ngoái thì em được mời để mà đi casting, rồi kéo dài cho đến năm nay, cũng trải qua rất là nhiều đợt dịch Covid đó, cho nên cũng bị hoãn rất là nhiều lần ghi hình. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình, nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều cô trợ lý ha. Hôm nay thì có một anh này cũng trục trặc cũng nhiều lần đó. Thành ra là anh, chú nghĩ rằng là cái duyên đó. Dạ. Cái duyên cho dù qua bao nhiêu phong ba bão tốt trục trặc gì, họ cũng gặp nhau trên sân khấu này. Đúng rồi. Dạ. Mà dành cho nhau luôn. Tại sao không gặp người khác? Đúng rồi. Tại sao không gặp một đợt khác? Đúng mà rồi. Đúng đợt này, gặp luôn, đúng đợt này luôn đó. Người một này cũng một người là có hai người được thích tổng thống đó. Đó chưa gì là chung ý tưởng rồi đó. Tại vì những người tổng thống thường họ có những tư chất giống nhau, khả năng lãnh đạo. Bây giờ cô gái thích không thích đàn ông ở điều gì? Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực cái ở đây. Chừng mực cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính, thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Dạ rồi. Đó. Giấu cảm xúc đó, người phải biết giấu cái cảm xúc. Khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó, thật trúng như tới luôn vậy đó. Tại vì mình là nghệ sĩ. Không có cân bằng được. Còn người ta là doanh nhân mà. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Dạ. Mình gái đi với ai? Dạ, em. Ủa? Đi. Sao Linh không hỏi gì bên kia vậy? Người ta không hỏi gì cái ước mong của cái người bên kia, họ mong. Linh không hỏi luôn. Hỏi đi. Hỏi đi để biết hỏi chứ. Không? Ừ. Dạ. Bây giờ em thích người phụ nữ như thế nào? Em nghe vậy em có áp lực không nè? Dạ bình thường chị. Không áp lực gì chứ. Dạ, dạ. Mình là mình. Dạ, tổng thống là tổng thống. Dạ, đừng có lo gì chứ. Dạ, dạ. Thấy không? Dạ em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử, biết biết sống là được. Bên dạ. kia chắc được đó. Dạ. Còn gì nữa không? Vậy được rồi, hiền lành. Em thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy đạo đức với là thủy chung một xíu là được. Bên đây dạ. yên tâm, những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi, đừng nói gì hết trơn á. Nhiều đó đủ hiểu rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Em trai. Dạ. Ừ, trai dễ thương. Con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con xin chào anh trai. Chào, và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Dạ thì chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào, và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết, nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn, cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều, tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Yeah. Chị hai, em mong chị hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu, rồi tại vì cũng là nhân duyên sau một thời gian chờ đợi lâu dài. Em xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ em đi mình. Mình hả? Ba. Được rồi, vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, ba mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. để ủng hộ em. Dạ, bây giờ mở rào có ông mối lo nha. Gì có ông mối bảo kê rồi, bảo kê cho rồi mở rào, việc của mình là tấn công nha. Chào em. Chào rất bạn. Vui, rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng cho anh. Đây, cái đây rồi. Dạ. Và cái đây nữa là cái thiệp cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt, là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý là anh cũng mong mỏi á, cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. Dạ rồi.
Rồi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình. Dạ, cảm ơn anh. Em thấy anh đến đây có một mình hay đi với ai? Anh đi có một mình à? À bây giờ ba mẹ anh ở quê cũng muốn vô lắm mà thu xếp chưa được. À, okay. Ông bà cũng về đó cũng cầu nguyện lắm. Dạ, ok. Rồi mở em mở cái quà ra đi. Dạ, đây là nước hoa phải không anh? À, ừ. Dạ. Cái mùi này em có thích không? Mùi này Hiếu có thích không? Dạ. Hiếu thử đi. Dạ, để con thử. Ừ. Tại vì thực ra con cũng không có hay dùng nước hoa lắm. Ừ. Con không biết mở như thế nào. Con... Dạ, con cảm ơn. Không thiệt. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Ừ. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến. Người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả cuộc thi này ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Hiếu. Rồi, cảm ơn. Hiếu tặng cái gì vậy? Dạ. Hiếu tặng cái gì vậy? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. À. Dạ, bởi vì con cũng sống mà hướng tới thân thiện với môi trường. Cho nên cái này con dùng những cái vật dụng thân thiện nhất để làm đồ tái chế. Ừ. Mình có thể sử dụng cái này trong gia đình rất là tiện lợi. Ừ. Dạ. Một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một của người bạn của một người bạn đời của anh. Yes. Dạ. Ngồi. Dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Ngồi đối diện nhau đi con. Dạ. Đó, hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Và bao nhiêu cách trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trục trặc bây giờ lại gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Em nói trước đi anh nghe. Dạ, đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này, dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi. Dạ, ok. Nhưng mà hiện tại anh đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh phải không? Ừ, đúng rồi em. Dạ. Anh làm công việc gì và làm được bao lâu rồi? Cụ thể là bộ phận QA á, quản lý chất lượng. À. Ngành in. Dạ. Anh làm ở công ty gì? Công ty của Nhật, Red Tech. Công ty của Nhật. Dạ. Nghe cái tên là QA có nghĩa là quản lý chất lượng, chắc là anh làm về mảng thuộc kỹ bài. Thuật hả? À, mình ký bài in á em, chấm bài in á. Chấm bài in. Ừ, đúng rồi. Dạ, ok. Anh có bạn bè hay người thân ở Nha Trang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh không? Anh có người thân, cũng có mấy anh chị họ đồ. Ừ. Rồi ở Nha Trang thì anh không có. Dạ. Ừ. Em thì em rất là yêu động vật á. À. Em đang nuôi chó với nuôi mèo ở nhà nữa. Không biết là anh có sở thích về động vật không? Anh cũng thích chó nhưng mà chó nhỏ thôi anh thích. Còn chó lớn thì cũng hơi ngại xíu. Ừ. Dạ. Ok. Giờ hỏi đi, gặp em anh thấy sao, rồi gặp anh em thấy sao đi. Anh thấy em cũng dễ thương, xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Dạ, cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Dạ. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đối tượng anh hay ít nói ngại ngùng xíu. Dạ. Em cũng làm việc cũng khá lâu rồi, em cũng có nhiều đồng nghiệp quê ở Phú Yên. Cho nên đối với em thì người ở Phú Yên không có gì là xa lạ với em hết. Dạ. Anh thấy em trẻ hơn tuổi 34 ạ. Cảm ơn anh quá rất nhiều. Quá trẻ luôn á, thật sự. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Dạ. Thích chơi đá bóng như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi, nghe cái chơi cái coi.
anh hát bài Đến Nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Là cậy ông Quyền Linh á, cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Nãy giờ ông đang làm việc đó đó. Rồi em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc chút đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh, hát tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh nhé. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Bây giờ là vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Thật sự là cái quãng đường của hai bạn hiện nay rất là xa. Dạ. Yêu xa là như thế nào? Nói đi. Em vô đây khi nào? Em mới đến Sài Gòn tối hôm qua. Em bắt chuyến xe từ tối hôm qua và mới đến Sài Gòn sáng sớm nay. Đối với em thì Sài Gòn cũng không quá xa lạ, bởi vì em đã từng học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường thì em có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh được 5 năm. Em không ngại vấn đề yêu xa. Và em nghĩ là Sài Gòn với Nha Trang, nếu mà đi máy bay chỉ chưa tới một tiếng, mình có thể dành thời gian nếu như mình có thể sắp xếp được. Biết. Em không biết là thường cuối tuần anh hay làm gì. Cuối tuần rảnh thì anh cũng chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc. Với nhiều khi anh bên Đạo Công Giáo á, nhiều khi cũng rảnh đi lễ rồi vậy. Dạ. Đi lễ nhà thờ á. Okay. Em gái có đạo không? Dạ em là Đạo Công Giáo ạ. Rồi chúc mừng luôn, hay quá. Coi như làm cuối tuần cho mình bay ra Nha Trang, mình cùng đi nhà thờ. Dạ. Có sẵn khách sạn ở rồi, đâu tốn tiền đâu. Hôm nay lễ Thánh Giuse nè, em đi lễ chưa? Dạ chưa ạ. Dạ em chưa đi. Dự định khoảng bao nhiêu kết năm kết hôn, hai bạn bàn với nhau đi. Em trai hỏi đi. Theo em thì mình quen nhau khoảng thời gian bao lâu là mình có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà em tìm được một người tâm đầu ý hợp thì em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm là thời gian lý tưởng và vừa đủ để mà hai người có thể bàn tính đến chuyện lâu dài rồi. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là có anh, em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh 33 là anh chỉ ít hơn em có một tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh ngoài thấy em trẻ trung thì anh có nhận xét gì về em không? Em hiểu biết, thấy nói chuyện anh thấy em nói chuyện hiểu biết, với lại cũng thông minh. Giờ có thích hay không thì nói một chữ đó. Con gái người ta hỏi có một câu đó thôi đó. Bây giờ anh có thích em không? Anh thích em. Và mình có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu sâu hơn nữa sau chương trình này. Trái tim anh là sao? Bây giờ là em bước tới, nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Anh thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Bây giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Khi mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Mình cứ thể cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình, cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ, và
quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Ờ, cảm ơn em. Dạ. Rồi, về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi trò chuyện, dạ, sau khi giao lưu với nhau, rồi bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính nút bấm đó. Sau bài tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Rồi. Không bấm hả? Dạ, dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Dạ. Lý do tại sao vậy em gái? Anh, xin lỗi anh tên gì ạ? Anh tên Duật. Anh Duật là một người con trai rất là hiền lành, chất phác. Em rất là trân quý cái sự cái tính cách hiền hòa này của anh. Dạ. Nhưng mà thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động, và em vẫn, anh vẫn chưa làm cho em cảm thấy có thể dâng trào cảm xúc được với anh. Dạ. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng, và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Dạ. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì để người khác hiểu lầm. Nếu không rung động thì để cái rung động đó cho người khác, điều này rất là hợp lý. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Hai. Giữ món quà để nhớ một ngày nào đó mình đã tham gia, dạ, chương trình bạn. Cảm ơn chú Quỳnh Linh. Dạ. Dạ, chiếc nón bảo hiểm này rất là dễ thương. Dạ. Còn cảm ơn cô Hồng Vân rất nhiều. Ngày hôm nay con rất là vui vì được gặp cô trực tiếp, mặt giáp mặt trong khoảng cách ngắn như thế này. Okay. Con cũng rất là mến cô qua các cái vở kịch cũng như là các cái chương trình trên truyền hình. Dạ, cảm ơn con cũng quý chú Trình Quyền Linh nữa. Cảm ơn con nhiều nha. Đây, bây giờ món quà dành cho con, hệ thống Fitness Yoga nha. Dạ, dạ. Con thích yoga phải không? Dạ đúng rồi, con thích yoga lắm. Con chỉ cô Hồng Vân tập yoga cho nó nín đi. Đây, đây là một món quà tặng riêng cho con, bộ son môi Yurika của Nhật do thép Vina QA tặng cho con. Dạ. Cảm ơn cô. Còn quan quá. La chú hoài suốt vậy đó. Thấy thương chú lắm. Hoài. Rồi bây giờ chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Dạ. Rồi. Hẹn gặp cô Hồng Vân, chú Quyền Linh một ngày nào đó ở Nha Trang. Rồi. Dạ. Chắc chắn sẽ tới đó. Dạ. Khi nào tới nhớ ra nhắc câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ chắc chắn rồi. Vì cô chú là ở khách sạn thường xuyên lắm. Dạ nha. Con biết. Đi công tác suốt à. Dạ. Rồi. Con biết. Chúc mọi đứa sẽ sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mọi người con đường đi. Đành phải thế thôi.